Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 161. Ông lão trầm mặc. Cô gái nhìn lão, ra ra biết hắn. Ông lão gật đầu, biết một chút, người này không hề đơn giản đâu. Cô gái lại càng thấy hứng thú. Nàng ta xé một miếng thịt xuống cho vào miệng ăn, sau đó nói, vậy con càng muốn đánh một trận với hắn. Ông lão suy nghĩ một chút rồi nói, con có thể đi tìm hắn. Nhưng không thể đánh đến mức thành thù, hiểu chưa? Cô gái gật đầu, hiểu ạ. Nói xong, nàng ta xách nguyên xiên thịt đi. Ông lão liền gọi với lại, không chừa cho ra ra chút nào à. Cô gái không thèm quay đầu lại mà chạy biến mất ở nơi chân trời. Ông lão chỉ lắc đầu cười, ham ăn. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cách ông lão không xa, ông ta trầm giọng nói, phụ vương, Diệp Huyên đã đến tiểu động thiên, người thấy sao? Ông lão lạnh nhạt đáp, chẳng thấy sao cả. Người đàn ông trung niên có chút do dự, theo con được biết, nấm mổ thần linh đã phái người ra rồi. Mục tiêu của đối phương hình như chính là Diệp Huyên. Ông lão trầm mặc không nói gì. Người đàn ông trung niên lại nói tiếp, theo con được biết, Đại Linh Thần Cung, Chiến Các và cả Tiểu Lâu cũng đã đi tìm người của nấm mổ thần linh kia, họ muốn tạo quan hệ với đối phương, chúng ta. Ông lão đột nhiên hỏi, con cảm thấy Diệp Huyên thế nào? Người đàn ông trung niên im lặng một lát rồi đáp, kỳ tài ngút trời. Nói rồi, ông ta như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, đừng bảo phụ vương muốn chúng ta đứng về phe hắn đấy chứ. Ông lão lạnh lùng hỏi, con sợ à? Người đàn ông trung niên vội vàng gật đầu, phụ vương, chuyện này không đùa được đâu. Nếu chúng ta chọn đứng về phía Diệp Huyên thì đồng nghĩa với việc sẽ làm địch với Tiểu Động Thiên và cả nấm mổ thần linh, hậu quả này Thiên Yêu Quốc ta e là không gánh nổi. Ông lão vô cảm nói, vì vậy nên con muốn đứng về phía Tiểu Động Thiên và nấm mổ thần linh. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, Tiểu Động Thiên đúng là không là gì cả, nhưng nấm mổ thần linh thì lại khác, con cảm thấy chúng ta cần phải kết giao với đối phương. Ông lão nhìn người đàn ông trung niên, con cảm thấy Diệp Huyên thế nào? Lại câu hỏi đó. Người đàn ông trung niên do dự một chút rồi nói, hắn rất yêu nghiệt. Còn gì nữa không? Người đàn ông trung niên cười khổ, phụ vương, người có gì cứ nói thẳng đi. Ông lão khẽ thở dài, con có biết tại sao ta mãi không chịu trao ngôi vị lại cho con không? Người đàn ông trung niên trầm giọng đáp, vì phụ vương không hài lòng với con. Ông lão nói, ta rất không hài lòng với con. Thiên Yêu Quốc ta phát triển đến ngày nay. Có được vị trí này, quá trình đó không hề dễ dàng. Thiên Yêu Quốc ta rất mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì thế nên mới càng phải làm việc cẩn thận. Ta hỏi con, tại sao Diệp Huyên lại dám đến Tiểu Động Thiên? Người đàn ông trung niên nói, hắn có chỗ dựa. Ông lão lại hỏi, tại sao hắn dám giết người của nấm mổ thần linh? Do ngu à? Sắc mặt người đàn ông trung niên dần trở nên nghiêm nghị, hắn không sợ nấm mổ thần linh. Ông lão gật đầu, đó mới là trọng điểm. Diệp Huyên hắn căn bản không sợ nấm mổ thần linh. Còn nữa. Nói đoạn, lão chậm rãi siết tay lại, người này có thể giết đại thánh nhân trong nháy mắt. Con nghĩ thử đi, người bình thường hay một thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được thiên tài cỡ đó sao? Người đàn ông trung niên im lặng. Ông lão tiếp tục nói, nấm mổ thần linh rất mạnh, nhưng Diệp Huyên này kém gì sao? Người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi, kết giao với Diệp Huyên. Ông lão lắc đầu. Người đàn ông trung niên sửng sốt. Ông lão lại bỗng nói, kết giao với cả hai bên. Con đi gặp người của nấm mổ thần linh, ta đi gặp Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên. Ông lão đứng dậy rời đi, lúc đến cửa, lão lại nói, chúng ta chỉ giao hảo thôi, không được trở mặt. Bọn họ đánh nhau, không liên quan đến chúng ta. Nói xong, người đã biến mất. Trong điện chỉ còn lại người đàn ông trung niên cười khổ. Chấm chấm chấm. Trong một dãy núi không biết tên, một luồng kiếm quang bỗng hạ xuống. Kiếm quang tan đi, Diệp Huyên xuất hiện ở trên đỉnh núi. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng từ phía xa, kẻ nào dám tự tiện xông vào tiểu động thiên ta. Giọng nói vừa dứt, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra. Một ông lão xuất hiện. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ngươi là người phương nào? Đến tiểu động thiên ta làm gì? Diệp Huyên hơi nhếch khóe miệng, Diệp Huyên, nói rồi,
hắn dừng một chút, sau đó tiếp lời, ta tới để, diệt cả tông, diệt cả tông. Diệt cả tông. Nghe thấy lời này, ông lão kia lập tức nổi giận, ông ta định đáp lời thì một tia kiếm quang đã chém qua cổ họng của ông ta. Xoẹt. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống. Giết chết trong nháy mắt. Sau khi giết chết ông lão, Diệp Huyên đi về phía Tiểu Động Thiên. Lúc này, có những hơi thở mạnh mẽ di chuyển về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên bình tĩnh tiếp tục đi về phía xa, mỗi khi hắn tiến tới một bước, chân trời sẽ có thêm một cái đầu đầm đìa máu. Mỗi một bước sẽ có một phi kiếm, mỗi phi kiếm sẽ chém bay một cái đầu. Chưa tới mười mấy giây, chân trời đã có mười mấy cái đầu chậm rãi rơi xuống. Trong đó còn có mấy người là tiểu thánh nhân. Đều bị giết chết trong nháy mắt. Không ai có thể đỡ được phi kiếm của Diệp Huyên. Thấy cảnh này, những cường giả âm thầm chạy tới đều kinh hãi không thôi. Quá đáng sợ. Dù là đại thánh nhân cũng khó đỡ được phi kiếm của Diệp Huyên. Cung chủ của Đại Linh Thần Cung nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vì sao phi kiếm của hắn lại nhanh thế? Diêm Hy bên cạnh ông ta lắc đầu, không rõ. Cung chủ Đại Linh Thần Cung nhìn Diệp Huyên, sự kiêng dè và sát khí trong mắt ngày càng nồng đậm. Tốc độ phi kiếm của Diệp Huyên thật sự quá đáng sợ. Phía xa, Diệp Huyên đã đi tới đối diện ngọn núi, mà trong khoảng thời gian đó, không có ai ngăn cản hắn cả. Khi Diệp Huyên dừng lại, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Kha giới. Có người khẽ thốt lên. Kha giới. Đây là người bảo vệ của Tiểu Động Thiên. Mọi người không ngờ rằng Tiểu Động Thiên lại điều động đến người bảo vệ. Nhưng cũng phải, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Huyên này, dù là đại thánh nhân cũng khó đỡ được phi kiếm của Diệp Huyên. Kha giới nhìn Diệp Huyên, người muốn diệt cả tông ư? Diệp Huyên cười hỏi, ông có ý kiến gì à? Kha giới nhìn chằm chằm, diệt cho ta xem thử. Ông ta vừa dứt lời, một thanh phi kiếm chợt chém tới. Kha giới nâng ta phải. Oanh! Kiếm quang vỡ tan, Kha giới lùi lại cả trăm trượng. Nhưng ông ta cũng đã chặn được phi kiếm của Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cánh tay phải của Kha giới, dưới ống tay áo của ông ta còn có một tấm băng cánh tay màu đen. Là thần vật. Diệp Huyên lắc đầu, cuộc đời ta ghét nhất là người sử dụng ngoại vật. Thật nhàm chán. Tiểu tháp. Phía xa, Kha giới nhìn miếng băng cánh tay của mình, bên trên có một vết kiếm sâu. Ánh mắt ông ta trở nên nặng nề. Nếu không nhờ miếng băng cánh tay này, có lẽ ông ta cũng bị giết chết trong nháy mắt rồi. Lúc này, Diệp Huyên lại tiến lên một bước. Kha giới lập tức giơ tay lên đỡ. Oanh! Kiếm quang xuất hiện, Kha giới lại lùi về sau gần trăm trượng. Ông ta vừa dừng lại, lại có một tia phi kiếm chém tới. Oanh! Kha giới tiếp tục lùi cả trăm trượng. Cứ thế, mỗi khi Diệp Huyên tiến tới một bước, Kha giới sẽ lùi lại trăm trượng. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt vô số người trở nên vô cùng nặng nề. Quá đáng sợ! Kha giới này không phải đại thánh nhân bình thường, mà là đại thánh nhân lâu đời, hơn nữa còn đạt tới đại thánh nhân từ mấy vạn năm trước. Đại thánh nhân chân chính. Nhưng một cường giả siêu cấp như thế lại không phải đối thủ của Diệp Huyên. Bị Diệp Huyên áp đảo. Cuối cùng, khi Diệp Huyên bước ra bước thứ 10, băng cánh tay trên tay phải của Kha giới lập tức nổ tung, gần như cùng lúc đó cũng có một tia phi kiếm chém thẳng tới. Kha giới trợn mắt, ông ta giẫm chân phải, ngưng. Ông ta vừa dứt lời, không gian xung quanh ông ta chợt trở thành một vách ngăn không gian, chẳng những thế nó còn là vách ngăn có thời gian duy độ. Lúc này, chỗ ông ta đứng vô cùng kiên cố. Nhưng mọi người nhìn thấy kiếm của Diệp Huyên vẫn chém thẳng lên cánh tay phải của ông ta. Phụt! Cánh tay phải của Kha giới bị chém đứt. Những vách ngăn không gian và thời gian duy độ kia tựa như không tồn tại. Thấy cảnh này, trong mắt vô số cường giả đầy vẻ khó tin. Vì sao phi kiếm của Diệp Huyên có thể xuyên qua không gian và thời gian duy độ chứ? Kha giới ở phía xa cũng tỏ vẻ khó tin, ngươi. Lúc này, một tia phi kiếm chém tới với tốc độ vô cùng nhanh, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm đã dừng lại trước mặt. Bịch! Kha giới lùi lại mấy trăm trượng.
nhưng ông ta vẫn chưa chết. Vì một ánh sáng màu vàng sậm đã chặn lại phi kiếm của Diệp Huyên. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, lại sử dụng ngoại vật. Ông không cảm thấy hành động đó rất xấu hổ à? Kha Giới nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này, vẻ kiêng dè trong mắt ông ta đã đổi thành sợ hãi. Phi kiếm của Diệp Huyên này quá đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tiến về phía trước một bước, sắc mặt Kha Giới lập tức thay đổi, ông ta đang định ra tay thì đã muộn rồi. Một tia phi kiếm chém thẳng lên đầu ông ta. Oanh! Kiếm quang nổ tung, Kha Giới lùi lại mấy trăm trượng, nhưng ông ta vừa lùi thì lại có mấy tia phi kiếm chém tới. Ầm ầm ầm. Dưới ánh nhìn của mọi người, Kha Giới liên tục lùi về sau, lúc ông ta lùi lại khoảng vạn trượng, màn sáng màu vàng trên người ông ta chợt vỡ nát, gần như cùng lúc đó, một thanh kiếm xuyên thủng qua chân mày ông ta. Phập. Thân thể Kha Giới trở nên hư ảo. Mọi người đều ngạc nhiên. Chết rồi. Một vị đại thánh nhân cứ thế chết rồi. Kha Giới còn chưa chết hẳn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này, ông ta mới phát hiện thì ra bọn họ vẫn luôn đánh giá thấp Diệp Huyên. Đánh giá quá thấp. Trước đó còn phái một vài tuyệt trần cảnh đi giết Diệp Huyên, bây giờ nghĩ lại mới thấy quá buồn cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên đi tới trước mặt Kha Giới, hắn nhìn ông ta là Diệp Huyên. Dứt lời, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra cắm thẳng vào người Kha Giới. Oanh! Khi kiếm Thanh Huyên đâm vào người, sắc mặt Kha Giới lập tức thay đổi, ông ta vô cùng hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Động Thiên, muốn nói gì đó nhưng lại không có cơ hội, vì kiếm Thanh Huyên đã hút mất linh hồn của ông ta rồi. Cứ thế toi mạng. Diệp Huyên thu hồi kiếm Thanh Huyên, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Oanh! Không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức bốc cháy. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát. Kiếm chém xuống, kiếm quang lập tức dập tắt ngọn lửa, mà hắn cũng lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, lúc này, giọng nói của Tiêu Lâm Lang vang lên trong đầu ông ta, người này là động chủ mộ hư của Tiểu Động Thiên. Mấy trăm nghìn năm trước đã là đại thánh nhân, bây giờ càng sâu không lường được. Động chủ ra mặt rồi. Diệp Huyên nhìn mộ hư, cười nói, là ông cứ nhằm vào ta. Vẫn luôn muốn giết ta đúng không? Mộ hư lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ta thừa nhận là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên cười to, ta và Tiểu Động Thiên của ông vốn không có thù oán, nhưng Tiểu Động Thiên lại cứ muốn giết ta. Dứt lời, hắn nhếch môi, không cần các ngươi đuổi giết ta khắp nơi, ta đến tận đây rồi. Bây giờ, Diệp Huyên ta đứng trước mặt Tiểu Động Thiên, cầu xin các ngươi giết ta đi. Cầu xin các ngươi giết ta đi. Giọng nói như sấm rền, chấn động đất trời. Có người cầu xin Tiểu Động Thiên giết mình. Mộ hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, được thôi. Dứt lời, lão ta đột nhiên biến mất. Phía xa, Diệp Huyên động tâm niệm, một thanh phi kiếm chém thẳng về phía mộ hư. Mà mộ hư lại không hề né tránh, mặc cho phi kiếm chém lên ngực mình. Ầm. Thanh kiếm thời không thoáng chốc vỡ vụn, mà mộ hư lại chẳng bị làm sao cả. Cùng lúc đó, lão ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này khiến không gian xung quanh Diệp Huyên bốc cháy. Diệp Huyên không lùi lại mà bước về phía trước, rút kiếm chém một phát. Rút kiếm định sinh tử. Kiếm rút ra, kiếm quang cuộn trào từ trong vỏ kiếm của Diệp Huyên như thủy triều. Ầm. Sau một tiếng nổ động trời, Diệp Huyên và Mộ Hư đồng thời lùi lại, trong lúc đó. Vô số tia phi kiếm chém lên người mộ hư, nhưng lão ta vẫn không bị làm sao cả. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía mộ hư, trước ngực lão ta là một tấm kính đen lớn chừng bàn tay. Phi kiếm của hắn là bị tấm kính này ngăn cản. Lúc này, giọng nói của Tiêu Lâm Lang lại vang lên trong đầu hắn, đây là kính Động Thiên, trong kính có một không gian khác, là bảo vật đứng đầu của Tiểu Động Thiên. Là thần vật cổ thần siêu nhất lưu. Thần vật. Nghe vậy, Diệp Huyên chợt nổi giận, hắn nhìn về phía mộ hư, thật không biết xấu hổ, ông ỷ lớn hiếp nhỏ thì thôi đi. Lại còn sử dụng ngoại vật, đúng là không biết xấu hổ. Dứt lời,
hắn đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người cảm thấy người này có mặt dày không? Mọi người. Sắc mặt Mộ Hư vô cùng khó coi. Lão ta cũng muốn có thể diện. Nhưng tốc độ của phi kiếm này thật sự quá đáng sợ, lão ta không tự tin rằng mình có thể ngăn cản được nó. Đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất là Diệp Huyên sử dụng phi kiếm này gần như không tốn chút sức lực nào, muốn chém ra bao nhiêu thì chém. Dù ngăn cản được một tia phi kiếm, thì tia thứ hai, thứ ba phải làm sao? Lão ta không thể không sử dụng ngoại vật. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Mộ Hư, ông có dám không sử dụng ngoại vật không? Chúng ta đấu một trận công bằng. Mộ Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vì sao ta không được sử dụng ngoại vật? Diệp Huyên nổi giận, ta mới chỉ là đăng thiên cảnh thôi, còn ông thì sao? Ông đã là đại thánh nhân, ông cao hơn ta bao nhiêu cảnh giới? Bây giờ chúng ta đấu tay đôi mà ông vẫn sử dụng ngoại vật, ông không thấy cắn rứt lương tâm à? Sắc mặt Mộ Hư càng khó coi hơn. Lão ta không nhịn được muốn chửi tục. Đăng thiên cảnh. Ngươi chỉ là đăng thiên cảnh thôi sao? Có đăng thiên cảnh nào giống ngươi chứ? Giết chết đại thánh nhân một cách dễ dàng như thế. Thật ra lão ta cảm thấy rất nghi ngờ, người này thật sự chỉ có cảnh giới đăng thiên cảnh thôi sao? Nhưng vì sao lại đáng sợ như thế? Không chỉ có Mộ Hư mà tất cả mọi người cũng đều thấy nghi ngờ đây là giết người vượt qua mấy cảnh giới lớn đấy. Lúc này, Diệp Huyên còn muốn nói thêm thì Mộ Hư chợt ngắt lời, Diệp Huyên, ngươi không cần nói nhảm, ta sử dụng ngoại vật, ngươi cũng có thể dùng. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Mộ Hư, bình thường ta không sử dụng ngoại vật. Mộ Hư lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi muốn công bằng sao? Ngươi sử dụng ngoại vật là công bằng rồi, nào, sử dụng ngoại vật đi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, ta cảm thấy sử dụng ngoại vật không tốt lắm. Chúng ta vẫn nên đánh một trận công bằng thì hơn. Mộ Hư nổi giận, người sử dụng ngoại vật thì sẽ là một trận chiến công bằng rồi, mau sử dụng đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, kiếm trong tay hắn biến thành kiếm Thanh Huyên, hắn vung tay. Một tia kiếm quang chém xuống trước ngực Mộ Hư. Ầm. Kính động thiên kia lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, thân thể của Mộ Hư cũng biến mất, mà kiếm Thanh Huyên đã cắm trước ngực lão ta. Mọi người xung quanh đều hóa đá. Mộ Hư đờ đẫn nhìn Diệp Huyên, ngoại vật của ngươi, mạnh thế. Giết ngay lập tức. Những người có mặt đều hóa đá tại chỗ. Ngay cả nhóm Lâm Giang từ Đại Linh Thần Cung cũng ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Mộ Hư là người nào? Là động chủ đương nhiệm của Tiểu Động Thiên. Đại Thánh Nhân đỉnh cao. Không hề có chút giả dối nào trong cảnh giới. Vậy mà lại bị Diệp Huyên hạ gục chỉ trong một kiếm. Cảnh tượng trước mắt tựa như một giấc mơ. Thậm chí ngay cả Diệp Huyên còn thấy khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng kiếm Thanh Huyên. Không ngờ nó lại kinh khủng đến vậy. Chỉ bằng một kiếm đã hủy diệt một món siêu thần vật cấp cổ thần, không những thế còn giết luôn đã Mộ Hư. Quá mức đáng sợ. Đã vậy hắn hoàn toàn không dùng kiếm kỹ nào cả, chỉ đơn giản vung kiếm chém ra. Nếu dùng rút kiếm định sinh tử hoặc thuật phi kiếm, phải biết kiếm Thanh Huyên vốn càng thích hợp dùng làm phi kiếm hơn cả kiếm thời không. Mộ Hư vậy mà vẫn chưa chết hoàn toàn, run giọng nói, không thể nào. Diệp Huyên cũng không biết phải làm sao, ta cũng đâu muốn dùng ngoại vật đâu, nhưng ai bảo ngươi cứ bảo ta dùng. Giờ thì thấy bất tiện thế nào chưa, chưa kịp đánh gì đã xong rồi, chẳng vui gì cả. Mọi người. Mộ Hư gầm lên, tuyệt đối không thể nào, kiếm của ngươi. Diệp Huyên ngắt lời lão ta, không gì là không thể cả, gọi tổ tiên đi. Gọi tổ tiên. Sắc mặt những người khác đều trở nên kỳ quặc. Người này muốn đánh cả tổ tiên Tiểu Động Thiên ư. Đó không chỉ là đại thánh nhân mà còn là cường giả cấp cổ thần hàng thật giá thật. Lúc này, giọng Tiêu Lâm Lang vang lên trong đầu Diệp Huyên, công tử. Tổ tiên Tiểu Động Thiên này là cường giả cổ thần chính hiệu, hơn xa đại thánh nhân, cậu chớ có khinh địch. Diệp Huyên chỉ cười, cảm ơn ý tốt của cô nương, nhưng bây giờ ta chỉ có thể đánh cường giả cổ thần thôi mà, không phải sao? Tiêu Lâm Lang im lặng. Đại thánh nhân ư? Diệp Huyên không cần dùng thanh kiếm đáng sợ trong tay kia cũng có thể giết. Nếu dùng đến thì đại thánh nhân chẳng khác gì con kiến hôi trước mặt hắn.
chỉ có cường giả cổ thần mới đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Diệp Huyên nói với Mộ Hư, không gọi cũng được thôi, vậy thì mở to con mắt ra mà xem ta tàn sát tiểu động thiên của ngươi thế nào. Sau đó hắn bước tới một bước, lập tức có mười mấy thanh phi kiếm ầm ầm lao xuống. Xoẹt 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 xoẹt. Chỉ trong nháy mắt, đã có mười mấy cái thủ cấp đầm đìa máu bay lên. Diệt Tông. Các cường giả khác chứng kiến cảnh này thì biến sắc. Diệp Huyên nói muốn Diệt Tông không chỉ là nói dẫn chơi, mà thật sự muốn làm vậy. Tàn sát tiểu động thiên. Những cường giả tiểu động thiên làm sao có thể ngăn được phi kiếm của hắn. Vào giây phút hắn động sát niệm, cường giả tiểu động thiên chỉ có thể chịu cảnh chết thảm. Mộ Hư thấy vậy thì biến sắc, gầm lên, Diệp Huyên, ngươi dám. Diệp Huyên lại chẳng buồn nhìn lão mà bước tới trước, một tia kiếm quang phóng ra rơi xuống tiểu động thiên. Xoẹt. Một thanh phi kiếm cướp đi mạng sống của mười mấy người trong nháy mắt. Những cường giả thường thường của tiểu động thiên căn bản không có cơ hội né tránh phi kiếm của Diệp Huyên. Đều bị giết trong nháy mắt. Đúng lúc này, một chùm tia sáng khổng lồ phóng lên từ tiểu động thiên, đâm thẳng vào Diệp Huyên. Trận pháp. Hơn nữa không chỉ có một, mà là mười mấy trận pháp đồng thời khởi động, bắn ra hàng loạt cột sáng như những mũi tên nhọn lao về phía Diệp Huyên. Tiếc rằng chúng còn chưa kịp đến gần thì đã bị vô số phi kiếm chém vỡ. Phi kiếm lại bay xuống tiểu động thiên, lại có mười mấy cái đầu văng ra. Chỉ một người, hoàn toàn áp chế toàn bộ tiểu động thiên. Những cường giả khác đang lặng lẽ quan sát thấy vậy, sắc mặt dần đanh lại. Người này thật sự chỉ là đăng thiên cảnh thôi ư. Cảnh giết chóc tiếp tục diễn ra. Với mỗi bước Diệp Huyên đi tới, lại có vài cái đầu với máu bay lên. Không ai địch nổi. Trong bóng tối, cung chủ Đại Linh Thần Cung Lâm Giang tròn mắt nhìn hắn, bàn tay run rẩy. Ông ta vừa kiêng dè lại vừa vui mừng. Vui mừng vì ban đầu ông ta không diệt trừ Diệp Huyên, bằng không Đại Linh Thần Cung đã tiêu tùng rồi. Giờ này ai có thể ngăn cản Diệp Huyên? Chỉ có cường giả cổ thần mà thôi. Đại Thánh Nhân đứng trước hắn chỉ như con sâu cái kiến, không đỡ nổi một đòn. Tiêu Lâm Lang cũng nhìn Diệp Huyên không chớp mắt, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại mạnh đến trình độ này. Đồng thời cũng sinh lòng tò mò với người đàn ông áo xanh. Bởi Diệp Huyên là con của y. Nàng ta chỉ có cơ hội gặp y một lần. Vì vậy hoàn toàn không biết sức mạnh của y ra sao. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ y mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng ta rất rất nhiều. Bằng không thì sao có thể đào tạo ra được một yêu nghiệt như Diệp Huyên chứ? Lúc này, Mộ Hư ở nơi xa gào lên, Diệp Huyên dừng bước, nghe Mộ Hư gắn giọng nói, người muốn chết chung chứ gì? Diệp Huyên lắc đầu cười, chết chung, người đùa à, không phải chính các ngươi mới muốn giết ta trước ư? Sao lại thành ta muốn chết chung với các ngươi? Mộ Hư trợn trừng, người giết quá nhiều. Diệp Huyên, nhiều ư? Không. Ta chẳng thấy nhiều chút nào. Hắn tiếp tục đi tới, quy tắc sống của ta là, người không phạm ta không phạm người phạm ta sẽ giết người. Hôm nay, Diệp Huyên ta sẽ diệt sạch tiểu động thiên. Dứt lời, lại có mười mấy tia kiếm quang chém tới từ chân trời. Chỉ trong nháy mắt, đã có mười mấy cái thủ cấp đầm đìa máu bay lên. Mộ Hư gầm lên, vậy thì cùng chết. Lão ta nhìn xuống nơi sâu trong tiểu động thiên, gọi tổ tiên. Gọi tổ tiên. Lão vừa dứt lời, đã có một cột sáng màu trắng phóng vút lên từ trong lòng tiểu động thiên. Từ trong đám mây ở nơi chân trời, có một lốc xoáy khổng lồ màu đen xuất hiện, nhả ra vô số luồng uy áp càn quét như sóng thần. Đất trời sôi trào trong nháy mắt. Cường giả cổ thần. Sắc mặt những người ở dưới lập tức đanh lại. Cường giả cổ thần thực thụ. Diệp Huyên cũng ngẩng đầu nhìn vào lốc xoáy, thấy một ông lão bước ra. Ông ta vừa đặt chân xuống, đất trời mờ nhạt đi. Nó không chịu được sức mạnh của lão. Sắc mặt những người ở dưới lập tức đanh lại. Đây chính là cường giả cổ thần thực thụ. Hàng loạt cường giả tiểu động thiên bên dưới quỳ rạp xuống, tham kiến tổ tiên. Mộ Hư đang hấp hối cũng hành lễ. Thật ra lão ta không muốn gọi tổ tiên lắm.
Vì đây là con bài cuối cùng của Tiểu Động Thiên. Chỉ có thể dùng một lần. Nhưng lão không thể không làm vậy. Bằng không Diệp Huyên sẽ đổ sát toàn bộ Tiểu Động Thiên. Trước lốc xoáy đen nơi chân trời, ông lão quan sát bốn phía với ánh mắt mê mang. Đã quá lâu rồi. Hơn nữa đây chỉ là một tia hồn phách. Vì vậy ký ức ông ta cũng không được rõ ràng. Nhưng tia mịt mờ ấy nhanh chóng biến mất, ông ta nhìn xuống Tiểu Động Thiên ta gặp phải kiếp nạn. Mộ Hư vội đáp, đúng vậy. Lão ta căm phẫn chỉ vào Diệp Huyên, kẻ này muốn tiêu diệt Tiểu Động Thiên. Ông lão nhìn theo, thấy Diệp Huyên thì nhíu mày, đăng thiên cảnh. Đăng thiên cảnh. Sắc mặt Mộ Hư trở nên xấu xí, tuy là đăng thiên cảnh, nhưng sức mạnh của hắn rất kỳ lạ. Ông lão quan sát Diệp Huyên hồi lâu rồi hỏi, không biết các hạ có thể chừa con đường sống không? Diệp Huyên lắc đầu cười, không. Ông lão gật đầu, vậy thì đến đây. Nói xong, ông ta bước tới trước. Vừa đặt chân xuống, đã có một luồng khí thế hùng hậu bao trùm lên Diệp Huyên. Đồng thời là một cước ấn hạ xuống từ trên cao, khiến không gian nơi nó đi qua trở thành hư vô. Chỉ một cái dẫm chân này mà có thể hủy thiên diệt địa, vạn vật vô tồn. Những người ở dưới lập tức biến sắc. Đây chính là cường giả cổ thần. Đại thánh nhân căn bản không thể bì kịp, cho dù chỉ là một mảnh phân hồn. Diệp Huyên có chịu được không? Mọi ánh mắt rối rít nhìn vào Diệp Huyên. Thấy cước ấn hạ xuống, Diệp Huyên lại cảm thấy phấn khởi. Cường giả. Đây mới thật sự là cường giả. Đại thánh nhân ư? Là cái thá gì? Cường giả cấp bậc này mới là người hắn muốn đánh. Diệp Huyên cười to, đến đây. Sau đó hắn bước tới, rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử. Đi kèm là một tiếng kiếm ngân chấn động chư thiên. Ầm. Trước mắt mọi người, Diệp Huyên chém vào cước ấn. Hơn 400 nhát rút kiếm định sinh tử chồng lên nhau, ầm. Cước ấn vỡ vụn trong nháy mắt, mà Diệp Huyên cũng thoát cái lui lại gần 10.000 trượng. Hắn vừa dừng lại, đã có máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Diệp Huyên thua rồi ư. Mọi người đều nhìn hắn. Diệp Huyên lau vết máu đi, cong môi nhìn ông lão tiếp tục. Dứt lời, hắn bất ngờ bước tới, lại rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử. Sát ý trong mắt hắn như sóng thần quét sạch đất trời. Hắn không dùng kiếm Thanh Huyên mà dùng kiếm Khư. Kiếm vừa ra, đất trời sụp đổ từng tấc một. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt ông lão, uy lực của đường kiếm này đã nằm ngoài dự đoán của ông ta. Bởi Diệp Huyên chỉ mới đến đăng thiên cảnh mà. Nhưng ông ta không nghĩ nhiều mà bước về trước, tung ra một cú đấm. Ầm. Không gian trước mặt ông ta lõm xuống thành một lốc xoáy, kiếm của Diệp Huyên thì vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, mười mấy thanh phi kiếm đã ổ ạt chém về phía ông lão. Ông lão lại búng tay. Ầm. Phi kiếm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Phi kiếm của Diệp Huyên đã mất tác dụng. Bản thân hắn cũng lui lại hơn nghìn trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại đã nghe ông lão nói, người rất mạnh, nhưng vẫn kém xa ta. Thật sao? Diệp Huyên nhếch môi, chậm rãi đi tới. Một khắc sau, máu trong cơ thể hắn sôi trào. Huyết mạch chi lực. Ầm. Vừa kích hoạt huyết mạch chi lực xong, kiếm Khư trong tay hắn chấn động, sau đó bị nhuộm thành màu đỏ máu. Giọng nói nó vang lên, trời má, sát ý sợ thế. Chủ nhân không phải người tốt rồi. Diệp Huyên. Khi sát ý của Diệp Huyên nổi lên, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Sát ý, sức mạnh sát ý của Diệp Huyên đã vượt qua sự dự đoán của tất cả mọi người. Đối diện Diệp Huyên, tổ tiên Tiểu Động Thiên kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, huyết mạch chi lực. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Suy. Một đạo kiếm quang màu máu chợt lóe lên giữa sân. Rút kiếm định sinh tử. Nhưng lần này không phải 400 đạo chồng lên nhau, mà là 480 đạo. Một kiếm này rút ra, cả trời đất trực tiếp nổ tung. Mà vào lúc này, sắc mặt ông lão kia cũng thay đổi. Thật là một kiếm khủng khiếp. Không kịp nói nhiều, ông lão đánh một quyền ra. Cứng rắn đối đầu. Ầm vang. Cùng với một mảnh kiếm quang màu máu bùng nổ,
ông lão kia lập tức bị lùi xa tới hàng vạn trượng. Mà Diệp Huyên cũng bị lùi lại, nhưng là, hắn chỉ lùi mấy nghìn trượng. Những cao thủ tiểu động thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Trong mắt của những cao thủ ẩn núp trong bóng tối cũng đầy vẻ khó tin. Diệp Huyên này vậy mà chém lùi cao thủ bậc cổ thần. Tuy rằng chỉ là một hồn phách, nhưng đấy cũng là bậc cổ thần. Mà Diệp Huyên, chỉ là đăng thiên cảnh mà thôi. Đầu óc mọi người có chút ngổn ngang. Xa xa, ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi. Sao có thể? Theo lý thuyết mà nói, Diệp Huyên tuyệt đối không thể làm ông ta bị thương. Bởi vì sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Bất kỳ vật ngoài thân nào cũng không thể bù đắp vào. Nhưng mà giờ phút này, Diệp Huyên đã làm ông ta bị thương. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại biến mất. Xì. Một đạo kiếm quang màu máu chợt lóe qua từ giữa sân, chém thẳng vào ông lão. Ánh mắt ông lão hiện lên một tia ngưng trọng, ông ta tiến lên trước một bước, chắp hai ngón tay chỉ về phía trước, trực tiếp chỉ lên mũi kiếm của Diệp Huyên, uỳnh. Một mảnh kiếm quang màu máu vỡ vụn, hai người đồng thời lùi về sau, mà trong quá trình lùi lại, mười mấy phi kiếm màu máu chém thẳng về phía ông lão. Ông lão nheo mắt, đánh một quyền ra. Mười mấy phi kiếm màu máu vỡ tan trong nháy mắt, nhưng, linh hồn của ông ta trở nên càng hư ảo. Mỗi lần ông ta ra tay đều là tiêu hao cực lớn. Dù sao, ông ta cũng không phải bản thể. Nghĩ đến đây, trong mắt ông lão xuất hiện sát ý. Ông ta phải giết chết Diệp Huyên. Nếu không giết Diệp Huyên, một khi ông ta biến mất, vậy thì tiểu động thiên sẽ thật sự không có. Nhận thấy sát ý trong mắt ông lão, Diệp Huyên cười ha ha, muốn giết ta. Đến đây, ta cầu bị giết. Vừa dứt lời, hắn lại xông về phía trước. Suy. Một sợi kiếm quang xé qua từ giữa sân. Xa xa, ông lão đạp mạnh chân phải, không gian trước mặt ông ta đột nhiên vặn vẹo. Thời không rảo sát. Khi kiếm của Diệp Huyên tiến vào khoảng không gian vặn vẹo kia, kiếm quang bị dập nát trong nháy mắt. Diệp Huyên trong lòng cả kinh, hắn vội vàng lui về phía sau, hắn nhìn về phía khoảng thời không kỳ lạ trước mặt ông lão, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cao thủ bậc cổ thần không hề đơn giản như mình nghĩ. Ông lão nhìn Diệp Huyên, trong lòng cũng càng thấy kinh ngạc hơn. Người này thật sự chỉ là đăng thiên cảnh. Cảnh giới của người này thật sự chỉ là đăng thiên cảnh, nhưng là, chiến lực đã vượt xa đại thánh nhân. Nếu như để người này đạt đến đại thánh nhân. Ông lão không dám nghĩ tiếp. Đại thánh nhân. Người này nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt ông lão càng nặng thêm, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, mở lòng bàn tay ra, một cái ấn vuông màu đen xuất hiện trong tay ông ta. Diệp Huyên liếc nhìn ấn vuông màu đen trong tay ông lão, nhíu mày, lại muốn dùng vật ngoài thân. Ông lão nhìn ấn vuông màu đen trong tay, ông ta thầm đọc vài câu. Ngay sau đó, ấn vuông màu đen kia lập tức rung động. Cách đó không xa, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Một đạo kiếm quang đến trước mặt ông lão trong nháy mắt. Ông lão đột nhiên ngẩng đầu, ấn vuông màu đen trong tay ông ta lập tức hóa thành ánh sáng đen nổ bắn ra, ầm. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm quang của Diệp Huyên lập tức vỡ vụn, mà bản thân hắn thì bị đánh lui ra xa cả chục nghìn trượng. Không chỉ như thế, trong lúc bị lùi ra xa, miệng hắn liên tục phun ra máu. Mà khi hắn dừng lại, kiếm trong tay hắn xuất hiện vô số vết rạn. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều nhìn về phía ấn đen trong tay ông lão. Đây là vật gì? Mọi người đều rất tò mò và nghi hoặc. Xa xa, ông lão từ từ nâng bàn tay lên, trên ấn vuông màu đen trong tay ông ta có một bóng người nhỏ bằng ngón tay cái. Bóng người kia chắp tay phải sau lưng, tuy rằng nhỏ, nhưng khí độ bất phàm. Lúc này, bóng người kia đột nhiên cười to, Văn Hưu, ngươi vậy mà bị một thằng nhóc đăng thiên cảnh ép tới mức độ này, thật là thú vị. Ông lão tên Văn Hưu mặt không chút biểu cảm, Thập Phương, người này cũng không đơn giản. Bóng người kia nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, ông ta nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói quả thật không đơn giản. Trẻ tuổi mà có được chiến lực như vậy. Cho dù ở thời đại của ta, cũng coi như yêu nghiệt. Đúng lúc này, Chu Khiếu đột nhiên đi ra từ trong bóng tối ở phía xa,
Chu Khiếu nhìn bóng người kia, run giọng nói, các hạ chính là vị thập phương võ thánh năm đó. Thập phương võ thánh. Lời vừa nói ra, trong bóng tối cung chủ của Đại Linh Thần Cung và quốc chủ của Thiên Yêu Quốc đều nhìn về phía bóng người kia. Lúc này, bóng người kia cười ha ha, không ngờ tới, thời đại bây giờ, mà vẫn còn có người biết ta. Chu Khiếu nghe thấy bóng người thừa nhận, càng cung kính hành lễ, tại hạ các chủ chiến các, bái kiến thập phương tiền bối. Thập phương võ thánh. Đây là một vị nhân vật lớn cấp truyền thuyết. Hơn nữa, còn là một vị siêu cấp yêu nghiệt. Nghe nói người này 5 tuổi luyện võ, 10 tuổi nhập thánh, 20 đạt cổ thần, 25 phong võ thánh. Ông ta khi còn sống, giống như là mở hách vậy. Xưa nay chưa từng có, mà đến bây giờ, cũng là không có ai. Điều quan trọng nhất là, thập phương này cũng là người duy nhất bước vào thần chi mộ địa đồng thời trở ra được. Sở dĩ Chu Khiếu kích động như thế, là bởi vì tiên tổ của chiến các từng nhận được sự chỉ bảo của thập phương võ thánh. Thập phương nhìn thoáng qua Chu Khiếu, chiến các, ngươi là truyền nhân của Mặc Khởi. Chu Khiếu vội vàng nói, đúng vậy, thập phương nhìn đánh giá Chu Khiếu một lượt lắc đầu, ngươi cũng quá yếu rồi. So với sư tổ của ngươi chênh lệch rất nhiều, Chu Khiếu nghe vậy, có chút xấu hổ. So với sư tổ của chiến các, hắn ta tất nhiên kém hơn nhiều. Thập phương nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, ông ta nhìn đánh giá Diệp Huyên, cười nói, tuổi còn trẻ, có được chiến lực như thế, thật sự không đơn giản. Nhưng, hôm nay ngươi muốn tiêu diệt tiểu động thiên này, sợ là không có khả năng. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, một bên, tiên tổ của tiểu thiên động Văn Hưu đột nhiên nói, thập phương, năm đó ngươi nợ ta một ân tình, hôm nay, ngươi giết người này, ân tình này coi như xong. Thập phương trầm lặng một lát, sau đó nói, ta ra tay, có chút hỉ mạnh ức hiếp yếu. Văn Hưu lắc đầu, người này không thể sống, bằng không, tiểu động thiên ta sẽ nguy hiểm. Thập phương liếc nhìn Diệp Huyên ở xa xa, cười nói quả thật. Văn Hưu nhìn về phía thập phương, xin nhờ ngươi. Thập phương cười ha ha, vậy thì giết. Vừa dứt lời, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu tử kia, ngươi và ta vốn không ân oán, nhưng mà, ta nợ ông già này một ân tình, mà hôm nay, ông ta muốn ta trả nợ ân tình, không còn cách nào khác, cho nên, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên cười to, nói nhiều lời làm gì. Nói xong, hắn đột nhiên chém một kiếm ra. Một kiếm này chém ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, ấn nhỏ màu đen kia đã vỡ tan, mà thập phương càng là lùi xa đến hàng vạn trượng. Mọi người lại ngây người. Bao gồm cả Văn Hưu. Rất nhanh, Văn Hưu nhìn về phía thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, nó đã không còn là kiếm khư nữa, mà là Thanh Huyên. Khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, sắc mặt Văn Hưu lập tức thay đổi kiếm này. Thế nhưng ẩn chứa lực lượng pháp tắc vũ trụ, ngươi, sao có thể? Diệp Huyên không thèm để ý Văn Hưu, hắn nhìn về phía thập phương ở xa xa kia, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Đến đây. Lúc này cơ thể của thập phương đã vô cùng hư ảo, một kiếm vừa rồi thiếu chút nữa đã làm ông ta tiêu biến. Nếu không phải ấn đen kia chặn lại phần lớn lực lượng, ông ta đã không còn rồi. Thập phương nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Lực lượng bản nguyên pháp tắc tối cao. Diệp Huyên cười nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây. Vừa dứt lời, hắn lại chém một kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang xé rách mà qua. Xa xa, sắc mặt thập phương thay đổi rõ rệt, ông ta đột nhiên lao về phía trước, đánh một quyền. Một quyền này đánh ra, một quyền thế mạnh mẽ thổi quét cả trời đất trong nháy mắt. Núi lớn trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh đều bị nổ tung trong một khắc này. Một quyền đánh ra, long trời lở đất. Nhưng mà, cho dù là một quyền khủng bố như thế vẫn không thể ngăn kiếm của Diệp Huyên. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, thập phương kia trực tiếp bị lùi xa hàng vạn trượng, mà khi ông ta dừng lại, ông ta đã mờ ảo đến gần như trong suốt. Thập phương nhìn Diệp Huyên với vẻ khó có thể tin được, kiếm này của ngươi là người nào đúc ra? Diệp Huyên không nói lời nào, đang chuẩn bị ra tay tiếp, mà lúc này, Văn Hưu đột nhiên nói, ngươi thật là to gan. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Văn Hưu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi dám trộm lực lượng bản nguyên của Chí Tôn. Trộm. Diệp Huyên nhíu mày, vừa định phản bác, nhưng lại nghĩ lại.
Thanh Nhi hình như không phải trộm, là cưỡng đoạt. Cưỡng đoạt so với trộm hình như càng tồi tệ hơn. Điều này có chút khó xử rồi. Lúc này, Văn Hiu đột nhiên lại nói, người phía sau ngươi thế mà dám trộm lực lượng bản nguyên của Chí Tôn, quả thật to gan. Diệp Huyên nhìn về phía Văn Hiu, ngươi có vấn đề. Văn Hiu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi muốn chết. Diệp Huyên gật gật đầu, ta cầu giết. Cầu giết. Mọi người. Văn Hiu vừa định động thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, ông ta nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Đối với thanh kiếm này, ông ta rất kiêng dè. Mặc kệ là Thập Phương hay là ông ta, trạng thái hiện tại của bọn họ đều không phải đối thủ của Diệp Huyên. Thanh kiếm của Diệp Huyên rất khủng bố. Văn Hiu im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta lấy một nén hương ra châm, sau đó nói, nếu là người khác, có lẽ vẫn không thể trị được ngươi, nhưng thật đáng tiếc, ngươi đã gặp phải ta. Bởi vì ta và Chí Tôn quen biết nhau. Ông ta nói dứt lời, không gian phía chân trời bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, một luồng uy áp khủng bố thổi quét xuống. Trong khoảnh khắc này, không chỉ toàn bộ tiểu động thiên, đến cả tinh vực cổ thần xa xôi cũng đều rung động. Pháp tắc tối cao vũ trụ. Giờ phút này, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi rõ rệt. Tiểu động thiên thật sự có thể kêu gọi pháp tắc tối cao. Đúng lúc này, Đại Linh Thần Cung đột nhiên đi ra, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, gầm lên, Diệp Huyên, ngươi lạm sát kẻ vô tội, từ nay về sau, Đại Linh Thần Cung ta và ngươi không chết không thôi. Hiển nhiên, ông ta muốn nhanh chóng đứng vào phe kia. Một bên, các chủ của chiến các chu khiếu rõ ràng có chút do dự. Ông ta cũng muốn đứng vào phe, nhưng là, Diệp Huyên lại có ân với chiến các. Không do dự lâu, chu khiếu cuối cùng vẫn là đứng vào phía sau Văn Hiu kia, pháp tắc tối cao vũ trụ. Ông ta chỉ có thể lựa chọn đứng về phe tiểu động thiên, vạch rõ ranh giới với Diệp Huyên. Bằng không, ngộ nhỡ tiểu động thiên ngộ nhận chiến các của ông ta và Diệp Huyên là cùng một phe, vậy sẽ phiền phức lớn. Mà bên kia, sau khi do dự một lúc, quốc chủ Thiên Yêu Quốc cuối cùng không lựa chọn đứng về một phe, mà lại yên lặng rút lui sang một bên. Ông ta cũng sợ pháp tắc tối cao vũ trụ. Nhưng chính bởi vì như vậy, ông ta mới không chọn đứng vào phe. Vì sao? Mẹ nó, pháp tắc tối cao vũ trụ khủng bố như vậy, ai có thể trộm lực lượng pháp tắc vũ trụ của nàng ta? Đây không phải là nói linh tinh sao? Cho nên, ông ta quyết định xem xét một chút. Trước ánh mắt của mọi người, phía chân trời, một cô gái từ từ bước đến. Khi nhìn thấy cô gái, Văn Hiu lập tức cung kinh hành lễ, bái kiến Chí Tôn. Phía sau ông ta, các cao thủ của tiểu động thiên cũng lần lượt quỳ gối hành lễ. Mà Thập Phương cũng do dự một lát, sau đó hơi hơi hành lễ. Trần Giang thì vô cùng kích động, vội vàng cung kính hành lễ, run giọng nói, bái kiến Chí Tôn. Chu Khiếu hơi do dự, rồi cũng hành lễ thật sâu, bái kiến Chí Tôn. Cô gái không nhìn người nào, nàng ta chỉ nhìn Diệp Huyên. Lúc này, Văn Hiu chợt nói, Chí Tôn, người này đã trộm lực lượng bản nguyên pháp tắc của người. Cô gái không thèm để ý Trần Giang, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lau, nước mắt, người ức hiếp ta, muội muội của ta đâu. Thanh Nhi, có người ức hiếp ta. Nghe vậy, sắc mặt của cô gái lập tức thay đổi. Chấm 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 chấm. Thanh Nhi. Cô gái váy trắng. Khi pháp tắc tối cao vũ trụ nghe thấy Diệp Huyên gọi cái tên này, trong lòng liền hoảng hốt. Nàng ta vội vàng nói, ta chưa hề ức hiếp ngươi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Văn Hiu kia, có chút ủy khuất, nói, ngươi và bọn họ là cùng một đội. Cô gái liền nói ngay, nói bậy. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía Văn Hiu, có phải ngươi có vấn đề ở não không? Lời vừa nói ra, đám người Văn Hiu đều ngơ ngác. Đây là có chuyện gì? Cô gái nhìn chằm chằm Văn Hiu, người bị thiểu năng trí tuệ à? Mọi người! Vẻ mặt Văn Hiu đầy kinh ngạc, Chí Tôn, người! Cô gái giận tím mặt, người cái gì mà ngươi? Ta và ngươi thân nhau lắm à? Hả? Giờ phút này, nàng ta thật sự sắp tức điên rồi. Lúc trước nàng ta đã thiếu chút nữa bị người của tiểu động thiên hại chết. Mà hiện tại,
Tiểu động thiên này lại gọi nàng ta đến giết Diệp Huyên. Giết Diệp Huyên? Mẹ nó! Người kia có thể giết sao? Đây là động cũng không dám động nha. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Chí Tôn quen biết Diệp Huyên. Đây là suy nghĩ hiện tại của bọn họ. Pháp tắc tối cao đột nhiên lắc đầu, năm đó quen biết với ngươi, cảm thấy con người của ngươi không tồi, muốn kết một thiện duyên với ngươi, nhưng không ngờ, ngươi cũng ngốc nghếch giống đám con cháu của ngươi. Văn Hưu run giọng nói, Chí Tôn, ngươi và hắn quen nhau. Pháp tắc tối cao nhìn Văn Hưu, quen biết. Quen biết. Lời vừa nói ra, sắc mặt của cung chủ của Đại Linh Thần Cung Trần Giang và Chu Khiếu lập tức trắng bệch. Hóa ra Diệp Huyên quen pháp tắc tối cao. Văn Hưu lập tức hành lễ thật sâu, Chí Tôn, đây là hiểu lầm, ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, không phải hiểu lầm. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên thì nhìn pháp tắc tối cao kia, tiền bối, người muốn bảo vệ tiểu động thiên này sao? Pháp tắc tối cao trầm lặng một lát, sau đó nói, có thể để bọn họ lưu lại truyền thừa không? Xem như ta nợ ngươi một ân tình. Diệp Huyên mỉm cười, ta đánh không lại ngươi, ngươi nói lưu thì lưu. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Mà pháp tắc tối cao kia lại thay đổi sắc mặt, nàng ta vội vàng nói, khoan đã. Diệp Huyên dừng bước, hắn cười nói, tiền bối còn có chuyện sao? Pháp tắc tối cao hơi do dự, sau đó nói, trong lòng có oán hận gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không có, bởi vì ta đánh không lại ngươi. Nghe vậy, pháp tắc tối cao thấp giọng thở dài, ngươi vậy còn nói không oán. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, hôm nay tiểu động thiên này có người che chở, ta không thể tiêu diệt bọn họ, nhưng là... Nói xong, hắn lắc đầu cười không nói nữa. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Pháp tắc tối cao đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên nhìn pháp tắc tối cao, không nói gì. Pháp tắc tối cao thấp giọng thở dài, chỉ lưu lại một truyền thừa, được không? Diệp Huyên nhìn pháp tắc tối cao, không nói gì. Pháp tắc tối cao đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên lấy kiếm Thanh Huyên ra, pháp tắc tối cao nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt liền thay đổi. Nàng ta không phải sợ thanh kiếm này. Nàng ta là sợ người tạo ra thanh kiếm này. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, tiểu động thiên năm lần bảy lượt cho người đi giết ta. Nếu không phải ta còn có chút thực lực, ta căn bản không thể đứng trước mặt tiền bối. Diệp Huyên ta làm người, có ân báo ân, có oán báo oán. Tiểu động thiên, hôm nay ta không thể diệt được, đó là do thực lực của ta yếu, ta không oán hận bất kỳ người nào. Nhưng ngày sau, ta tất sẽ diệt toàn bộ tổ tông của chúng. Nói xong, hắn đi thẳng về phía xa xa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Người này đến cả pháp tắc tối cao cũng không hề nể mặt. Văn Hưu kia cũng ngẩn người. Chí Tôn và Diệp Huyên căn bản không giống như quen biết đơn giản như vậy. Đúng lúc này, pháp tắc tối cao đột nhiên thấp giọng thở dài, thôi vậy. Việc này ta quản nữa. Nhưng mà, Diệp Huyên vẫn không dừng bước. Pháp tắc tối cao thấy vậy, lại chắn trước mặt Diệp Huyên. Lần này, Diệp Huyên cau mày lại. Pháp tắc tối cao nhìn Diệp Huyên, ta không quản nữa. Diệp Huyên cũng lắc đầu, ta không giết nữa. Pháp tắc tối cao có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, bọn họ gọi người, ta cũng phải gọi Thanh Nhi đến xử lý chuyện này. Nói xong, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra, kiếm Thanh Huyên trong tay rung lên kịch liệt. Pháp tắc tối cao nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng ta vội vàng nói, đợi một chút. Diệp Huyên nhìn pháp tắc tối cao, nàng ta trầm giọng nói, ta nói rồi. Ta không quản việc này nữa. Ngươi muốn giết, tùy ngươi. Diệp Huyên căn bản không quan tâm nàng ta, mà tiếp tục thúc giục kiếm Thanh Huyên. Từng tiếng kiếm phóng lên cao, chấn động tận trời. Pháp tắc tối cao trong lòng kinh hãi, nàng ta vội vàng nói, loại chuyện nhỏ này sao phải làm phiền đến nàng. Ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Huyên nhìn về phía pháp tắc tối cao. Ngươi và bọn họ không phải cùng một đội sao? Pháp tắc tối cao cả giận nói bậy. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Văn Hưu, ông ta run giọng nói, Chí Tôn, việc này. Pháp tắc tối cao vẻ mặt bình tĩnh, nàng vung tay phải lên, trong nháy mắt, phía dưới toàn bộ tiểu động thiên trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ một cái vung tay này,
toàn bộ tiểu động thiên lập tức bị xóa sổ. Đơn giản lại trực tiếp. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi rõ rệt. Mà Văn Hưu kia lại có chút ngỡ ngàng nhìn pháp tắc tối cao, đây. Vì sao? Pháp tắc tối cao lạnh lùng nhìn thoáng qua Văn Hưu, kiếp sau nghĩ đi. Nói xong, nàng ta phất tay áo. Văn Hưu bị xóa bỏ trong nháy mắt. Xóa bỏ hoàn toàn. Mà bên kia, động chủ của tiểu động thiên mộ hư, người vẫn chưa bị chết hoàn toàn, đột nhiên run giọng nói, Chí Tôn, người. Pháp tắc tối cao tùy tiện vung tay. Mộ hư lập tức hóa thành hư vô. Tiếp theo, pháp tắc tối cao xoay đầu nhìn về phía cung chủ đại linh thần Linh Trần Giang ở một bên, sắc mặt ông ta liền thay đổi, ông ta vội vàng nói, Chí Tôn, chúng ta không có liên quan gì đến tiểu động thiên. Diệp Huyên đột nhiên nói, người vừa rồi không phải nói muốn cùng ta không chết không thôi sao? Trần Giang vội vàng hành lễ với Diệp Huyên, Diệp công tử, đại linh thần cung ta. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía pháp tắc tối cao, ta không quen ông ta. Pháp tắc tối cao lại vung tay lên. Trần Giang biến mất trong chớp mắt. Sau khi giết chết Trần Giang trong chớp mắt, pháp tắc tối cao lại nhìn về phía Chu Khiếu ở bên cạnh. Chu Khiếu cười khổ, Diệp tiểu hữu, chiến các ta. Diệp Huyên lại nói, chúng ta không thân nhau. Pháp tắc tối cao lại vung tay. Chu Khiếu trực tiếp bay màu. Pháp tắc tối cao lại nhìn về phía quốc chủ của Thiên Yêu Quốc, người sau hơi hơi hành lễ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ngươi đi đi. Vừa rồi quốc chủ Thiên Yêu Quốc này không đứng vào phe kia. Quốc chủ Thiên Yêu Quốc ôm quyền, đa tạ. Nói xong, ông ta xoay người bước đi. Ông ta một khắc cũng không muốn đãi ở lại chỗ này. Giữa sân chỉ còn lại Thập Phương Võ Thánh. Pháp tắc tối cao nhìn về phía Thập Phương Võ Thánh, người sau mỉm cười, Chí Tôn, có một chuyện ta không hiểu. Pháp tắc tối cao nhìn Thập Phương Võ Thánh, người không có tư cách gì khiến ta phải giải thích cái gì. Nói xong, nàng ta phất tay áo lên. Xa xa, sắc mặt Thập Phương Võ Thánh thay đổi rõ rệt, ông ta chắp hai tay lại, vô cực thiên địa. Vừa dứt lời, một tượng người khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, ngay sau đó, tượng người kia trực tiếp nện xuống. Cứng rắn đối đầu với pháp tắc vũ trụ. Ầm vang. Hai lực lượng mạnh mẽ vừa tiếp xúc, tượng người khổng lồ vỡ tan trong nháy mắt, mà Thập Phương Võ Thánh bị đánh bay lùi xa mấy vạn trượng. Ông ta vừa dừng lại. Linh hồn này của ông ta dần tan biến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vẫn là không thể đỡ được một kích này của pháp tắc tối cao. Diệp Huyên không nhịn được nhìn thoáng qua pháp tắc tối cao, mẹ nó, cô gái này thật khủng khiếp. Hắn hiện tại, căn bản không phải đối thủ của cô gái này, cho dù dùng kiếm thanh huyên sợ là cũng không phải đối thủ của nàng ta. Pháp tắc tối cao nhìn thoáng qua bốn phía, trong bóng tối xung quanh vẫn còn một vài người. Nàng ta nhíu mày, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chỉ vào Tiêu Lâm Lang ở phía xa, ta quen nàng ta. Pháp tắc tối cao gật đầu, nàng ta vung tay phải lên. Trong phạm vi hàng chục vạn trượng, tất cả cao thủ ẩn núp trong bóng tối toàn bộ đều bị bay màu. Giết xong rồi. Diệp Huyên liếc nhìn pháp tắc tối cao, trực giác nói cho hắn, đối phương tức giận rồi. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết phải giết những người còn lại. Nhưng nàng ta vẫn giết. Khẳng định là bởi vì mình vừa rồi đã không giữ mặt mũi cho nàng ta. Nghĩ vậy, Diệp Huyên ôm quyền, tiền bối, đa tạ. Pháp tắc tối cao nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên mỉa cười, tiền bối, ta không có gì ý kiến với ngươi. Cũng không phải ta không nể mặt tiền bối. Chủ yếu là tiểu động thiên này thật sự là khinh người quá đáng, bọn họ 5 lần 7 lượt phái người giết ta, ta thật sự không thể nhìn. Pháp tắc tối cao trầm lặng một lúc, người kế tiếp có tính toán gì không? Diệp Huyên nói, cố gắng trở nên mạnh hơn. Pháp tắc tối cao nhìn thoáng Diệp Huyên, người bảo trọng. Nói xong, nàng ta định rời đi, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối. Pháp tắc tối cao nhìn về phía Diệp Huyên, có việc. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, tiền bối, ta có một người bạn, thiên tư thông minh, nàng ta ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, muốn cùng tiền bối học pháp tắc vũ trụ cùng với tiền bối,
không biết tiền bối có bằng lòng hay không. Pháp tắc tối cao lắc đầu, ta không nhận đồ đệ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được rồi, ta chỉ có thể để nàng ta học cùng Thanh Nhi vậy. Chỉ là, hiện tại nền tảng của nàng ta có hơi kém, học cùng Thanh Nhi, có chút chậm, nếu là có quá độ. Pháp tắc tối cao đột nhiên nói, ngươi có thể thuyết phục muội muội ngươi nhận đồ đệ. Diệp Huyên cười nói, nàng là muội muội của ta, ta nói một tiếng, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Pháp tắc tối cao im lặng một lát, sau đó nói, để nàng ta theo học ta trước đi. Diệp Huyên vội vàng nói, thật sao? Pháp tắc tối cao gật đầu. Kỳ thực, nàng ta cũng muốn thỉnh giáo cô gái váy trắng một vài vấn đề. Nhưng là, cô gái váy trắng căn bản không để ý nàng ta. Nàng ta xem như đã phát hiện ra. Cô gái thần bí này chỉ dễ nói chuyện với Diệp Huyên, ngoài Diệp Huyên ra, đối phương thèm nể mặt bất kỳ ai. Nhưng nếu nàng ta thu nhận người mà Diệp Huyên đề cử, ngày sau Diệp Huyên lại đề cử người đó cho cô gái váy trắng, vậy điều này đối với nàng ta mà nói rất có ích. Diệp Huyên vội vàng nói, tiền bối chờ một lát. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy. Rất nhanh, hắn lại xuất hiện ở đây, mà Đạo Nhất cũng ở bên cạnh hắn. Pháp tắc tối cao nhìn thoáng qua Đạo Nhất, nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn kéo ống tay áo Đạo Nhất, mau bái sư. Đạo Nhất do dự một lát, sau đó hơi hành lễ, bái kiến sư tôn. Pháp tắc tối cao khẽ gật đầu, về sau ngươi cứ đi theo ta đi. Diệp Huyền cười hắc hắc, tốt, vậy về sau ba người chúng ta chính là người một nhà rồi. Hai cô gái cùng nhìn về phía Diệp Huyền. Người một nhà. Pháp tắc tối cao nhìn Diệp Huyền, tại sao lại thành người một nhà rồi? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, người là sư phụ của Đạo Nhất thì cũng chính là sư phụ của Diệp Huyền ta, tục ngữ nói rất đúng, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Chúng ta chắc chắn là người một nhà rồi. Pháp tắc tối cao không biết nói gì. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại nói, tiền bối ta muốn thỉnh giáo một chuyện, có được không? Pháp tắc tối cao nhìn Diệp Huyên, chuyện gì? Diệp Huyên chợt suy nghĩ, một thanh phi kiếm đột ngột bay đến từ nghìn trượng bên ngoài. Phi kiếm? Diệp Huyên nói, tiền bối, phi kiếm này của ta thế nào? Pháp tắc tối cao lạnh nhạt nói, không ra sao cả. Diệp Huyên có chút ngượng ngùng. Không lợi hại chút nào sao? Pháp tắc tối cao gật đầu, rất kém. Diệp Huyên đen mặt. Pháp tắc tối cao lạnh nhạt nói, ngươi thấy rất lợi hại sao? Diệp Huyên cười nhạt, cái này, hẳn là cũng được đi. Dù sao thì dùng nó, ngay cả đại thánh nhân cũng có thể diệt gọn được. Vẻ mặt pháp tắc tối cao vô cảm, kiểu còn con như đại thánh nhân, diệt gọn được, ngươi rất có cảm giác thành tựu sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, đại thánh nhân ở tinh vực cổ thần này, chính là cao thủ cấp bậc đỉnh cao đấy. Pháp tắc tối cao nhìn Diệp Huyên, mấy người vừa nãy ta giết, có phải bọn họ cảm thấy ta rất lợi hại không? Diệp Huyên gật đầu, bọn họ kính người như thần. Pháp tắc tối cao lại nói, nhưng trong mắt ta, muội muội ngươi lại càng đáng sợ. Diệp Huyên. Pháp tắc tối cao nhẹ giọng nói, tầm nhìn, nhiều lúc. Thực lực hạn chế tầm nhìn, bởi vì thực lực của ngươi không đủ, vì vậy ngươi không thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn và người mạnh hơn. Có nhiều phạm vi, thực lực ngươi không đủ, ngươi cũng không thể hiểu được phạm vi đó đáng sợ thế nào. Giống như một người bình thường, căn bản hắn sẽ không biết được, cả đời hắn cố gắng có thể còn không bằng một bữa cơm của người khác. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy một kiếm này của ngươi rất mạnh, đó là vì hiện tại những người ngươi đối mặt rất yếu. Nếu như ngươi gặp phải ta thì sao? Ngươi còn cảm thấy một kiếm này của ngươi mạnh không? Diệp Huyên im lặng một lúc, rồi gật đầu, đã hiểu. Pháp tắc tối cao khẽ gật đầu, ngươi biết tại sao ta để ngươi tha cho Tiểu Động Thiên một con đường sống không? Diệp Huyên nhìn pháp tắc tối cao, không chỉ đơn giản là vì tổ tiên Tiểu Động Thiên và người quen nhau. Pháp tắc tối cao lắc đầu, đây chỉ là một lý do, thật ra, còn có nguyên do khác. Nói rồi, nàng ta dừng lại rồi nói tiếp, ta biết, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nhưng, thứ cho ta nói thẳng, ngươi và Tiểu Động Thiên này với cả Đại Linh Thần cung chiến một trận sống chết, có ý nghĩa không? Diệp Huyên có chút không hiểu, là sao?
pháp tắc tối cao nhìn Diệp Huyên, rồng vĩnh viễn cũng không tranh giành địa bàn với cá trong hồ. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu rồi. Pháp tắc tối cao lại nói, tính cách người quả cứng nhắc, mà cứng quá thì dễ gãy. Giống như phi kiếm này của người rất nhanh, nhanh đến độ tốc độ không thuộc về cảnh giới mà người nên có, nhưng, nó thật sự nhanh sao? Diệp Huyên khẽ thi lễ, mong tiền bối chỉ giáo. Pháp tắc tối cao lạnh nhạt nói, không thảo luận những thứ cấp thấp. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng sững người. Mẹ nó! Lời này hình như đã từng nghe rồi. Chẳng phải Thanh Nhi đã từng nói rồi sao? Bây giờ nàng ta lại đi nói với hắn. Đây là báo thù mà. Báo thù! Pháp tắc tối cao muốn đưa đạo nhất đi, Diệp Huyên lại nắm cánh tay kéo nàng ta lại. Pháp tắc tối cao nhìn Diệp Huyên, người muốn làm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, mong tiền bối chỉ điểm. Pháp tắc tối cao thờ ơ nói, thảo luận mấy thứ cấp thấp thế này, có ý nghĩa sao? Diệp Huyên vội gật đầu, có ý nghĩa, đối với ta mà nói, là có ý nghĩa. Pháp tắc tối cao nhìn Diệp Huyên, nhưng đối với ta thì không có ý nghĩa. Diệp Huyên chớp mắt, nhưng người là sư phụ ta mà. Pháp tắc tối cao nhíu mày, ta nhận ngươi làm đồ đệ lúc nào? Diệp Huyên chỉ vào đạo nhất, chẳng phải nàng ấy là đồ đệ người sao? Pháp tắc tối cao gật đầu, đúng, nhưng chuyện này không liên quan đến ngươi. Diệp Huyên buột miệng nói ra, ta thích đạo nhất, nàng ấy là người phụ nữ của ta, người là sư phụ nàng ấy, thì chính là sư phụ của ta. Nói xong, hắn lại có chút hối hận rồi. Chết tiệt! Làm liều rồi! Hắn nhìn đạo nhất, lúc này đạo nhất cũng đang nhìn hắn, ta là người phụ nữ của ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này, tuyệt đối không thể sợ. Đạo nhất cười nói, chuyện từ lúc nào? Sao ta không biết? Diệp Huyên nói, ta thích cô. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, ngươi thích ta nên ta chính là người phụ nữ của ngươi. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, cô ghét ta sao? Đạo nhất ngẫm nghĩ, sau đó nói, không ghét. Nhưng ta cũng không nói là thích ngươi đứng chứ. Diệp Huyên nói, ta nói thích cô, không phải và muốn thỉnh giáo tiền bối nên mới nói. Ta thật sự thích cô. Đạo nhất im lặng. Diệp Huyên đi đến trước mặt đạo nhất, hắn nắm lấy tay đạo nhất, mà đạo nhất cũng không từ chối. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, cô sẽ để người đàn ông thứ hai nắm tay cô như vậy sao? Đạo nhất vẫn không nói gì. Diệp Huyên lại nói, lần này chia cắt. Không biết khi nào mới gặp lại, nhưng, dù bất kỳ lúc nào, chỉ cần cô cần, thì lúc nào cũng có thể báo ta một tiếng, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ đến. Cô bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên phía xa, vẫn không nói gì. Lúc này, pháp tắc tối cao đột nhiên nói, cẩn thận chút. Đạo nhất nhìn pháp tắc tối cao thản nhiên nói, tên này rất mưu mẹo. Hơn nữa. Da mặt cũng rất dày. Đạo nhất. Nhưng mà. Pháp tắc tối cao lại nói, ta cũng xem như đã nhìn ra rồi. Tên này tuy có chút nhỏ mọn, thậm chí có chút trẻ con, nhưng, hắn là kiểu, nếu ngươi đối tốt với hắn thì hắn sẽ đối tốt với ngươi. Mà nếu ngươi đối xử tệ với hắn, hắn cũng sẽ ăn miếng trả miếng y hệt, hơn nữa sẽ làm rất tuyệt tình. Mà hắn đối với ngươi chắc hẳn là thật lòng, nhưng, nếu ngươi động tình với hắn, thì phải cẩn thận. Đạo nhất khẽ cười, cẩn thận gì? Pháp tắc tối cao nhìn chân trời phía xa, hai mặt, thứ nhất là về thực lực, chưa chắc người có thể đuổi kịp được hắn. Thứ hai, người này mưu mẹo, da mặt dày, lại có thực lực, có thể ngươi sẽ không phải người phụ nữ cuối cùng của hắn. Đạo nhất cười nói, hiện tại hắn cũng đã có mấy người rồi. Pháp tắc tối cao nhìn đạo nhất, vậy ngươi nghĩ thế nào? Đạo nhất im lặng một lúc rồi nói, hiện tại ta chỉ muốn cúng sư phụ học về pháp tắc chi đạo vũ trụ này. Pháp tắc tối cao gật đầu, được. Đạo nhất bỗng nói, sở dĩ sư phụ không chỉ điểm cho hắn, là vì nguyên nhân khác sao? Pháp tắc tối cao nói, hắn cần phải bình tĩnh. Đạo nhất khẽ gật đầu, đã hiểu rồi. Như nghĩ đến gì đó, nàng lại nói, sư tôn, người biết nấm mổ thần linh này sao? Pháp tắc chi đạo gật đầu, biết một chút, thế nào, hắn lại chọc phải thần chi, không đúng, là nấm mổ thần linh này kiếm chuyện với hắn sao? Đạo nhất gật đầu.
pháp tắc tối cao thấp giọng thở dài. Đạo nhất trầm giọng nói, nấm mồ thần linh rất mạnh sao? Pháp tắc tối cao gật đầu, không phải thứ hắn hiện tại có thể chống đỡ được. Đạo nhất có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Pháp tắc tối cao cười nói, lo lắng hắn. Đạo nhất gật đầu. Pháp tắc tối cao lắc đầu thở dài, ngươi không cảm thấy ngươi nên lo lắng cho nấm mổ thần linh sao? Đạo nhất. Pháp tắc tối cao lại nói, xem ra, ngươi thật sự yêu hắn rồi. Nha đầu ngốc. Đạo nhất. Chuyện tiểu động thiên bị tiêu diệt đã chấn động khắp chư thiên vạn giới. Không ai biết được rốt cuộc tiểu động thiên đã bị tiêu diệt thế nào. Bởi vì hôm đó người ở tiểu động thiên, ngoại trừ quốc vương thiên yêu quốc và tiêu lâm lang, thì toàn bị những người khác đều đã bị giết chết. Đương nhiên, đây không phải chuyện quan trọng là Diệp Huyên vẫn còn sống. Diệp Huyên còn sống. Nhưng tiểu động thiên lại không còn. Phải biết rằng, sau lưng tiểu động thiên này còn có pháp tắc tối cao đấy. Mà hiện tại, tiểu động thiên lại không còn. Nhưng Diệp Huyên còn sống. Tại Thiên Yêu Quốc. Hôm nay, một người đàn ông đã đến Thiên Yêu Quốc, người đàn ông mặc một bộ đồ trắng đơn giản, thắt lưng đeo một thanh kiếm có bọc bằng dây thừng. Khi người đàn ông đến Thiên Yêu Quốc, một người đàn ông trung niên đã chặn trước mặt người đàn ông đó. Người đàn ông trung niên chính là thế tử của Thiên Yêu Quốc. Khi ông ta nhìn thấy mộ bia nho nhỏ trước ngực người đàn ông thì vẻ mặt chợt thay đổi, nấm mồ thần linh. Người đàn ông khẽ gật đầu, tại hạ Lâm Phàm, lần này là có chuyện muốn hỏi quý quốc chủ. Người đàn ông trung niên vội nói, mời các hạ. Trong một đại điện, quốc chủ Thiên Yêu Quốc nhìn Lâm Phàm trước mặt, không biết các hạ muốn hỏi gì. Lâm Phàm nói, không lâu trước đây, ta cảm nhận được hơi thở của Chí Tôn, khi tìm đến tiểu động thiên thì nơi đó đã không còn người. Nhưng theo ta biết, trước đó các hạ đã có mặt ở đấy. Quốc chủ Thiên Yêu Quốc im lặng, rõ ràng, đối phương là đến để dò la tin tức. Lâm Phàm lại nói, đã xảy ra chuyện gì? Quốc chủ Thiên Yêu Quốc thấp giọng thở dài, Diệp Huyên biết Chí Tôn. Biết Chí Tôn. Lâm Phàm nhíu mày, biết. Quốc chủ Thiên Yêu Quốc gật đầu, đúng vậy. Lâm Phàm im lặng một lúc sau đó quay người rời đi. Quốc chủ Thiên Yêu Quốc chợt nói, các hạ, nấm mồ thần linh vẫn sẽ nhắm vào Diệp Huyên sao? Lâm Phàm dừng bước, quen biết Chí Tôn, thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Nấm mồ thần linh ta không phải tiểu động thiên, không cần Chí Tôn che chở. Nếu Chí Tôn mở lời, nấm mồ thần linh ta có thể nể mặt hắn, nhưng, Chí Tôn lại không lên tiếng. Nói xong, ông ta đã biến mất nơi xa. Bên trong diện, quốc chủ Thiên Yêu Quốc lắc đầu, gì vậy chứ? Không phải người của các người đi giết người ta trước sao? Làm ra vẻ như người ta chủ động gây chuyện với các ngươi vậy. Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta trầm giọng nói, phụ thân, nấm mồ thần linh này biết rõ Diệp Huyên quen biết với Chí Tôn mà lại còn muốn nhắm vào hắn. Quốc chủ Thiên Yêu Quốc lắc đầu thở dài, do mặt mũi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, người ta có thực lực, không sợ Chí Tôn gì cả. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, vậy Diệp Huyên chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Quốc chủ Thiên Yêu Quốc nhẹ giọng nói, Diệp Huyên gặp nguy hiểm hay không ta không biết, nhưng ta biết bọn họ đều là đại lão, chúng ta không chọc nổi. Người đàn ông trung niên. Chấm chấm chấm. Ở bên kia, Diệp Huyên vốn đang ngự kiếm bỗng dừng lại, trước mặt hắn không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng cùng một cô gái váy xanh. Hắn biết cô gái váy xanh. Người của tiểu lâu. Còn người đàn ông trung niên chính là lâu chủ tiểu lâu. Lâu chủ tiểu lâu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử quen biết Chí Tôn. Diệp Huyên hỏi lại, có chuyện gì sao? Lâu chủ tiểu lâu ngây người, sau đó nói, Diệp công tử, người biết nấm mổ thần linh đáng sợ thế nào không? Ngươi! Một thanh kiếm đột nhiên đã chĩa vào giữa trán lâu chủ tiểu lâu. Âm thanh của lâu chủ tiểu lâu lập tức dừng lại. Diệp Huyên nhìn lâu chủ tiểu lâu, hai người các ngươi có phải là chê trứng đau không? Ô, nói rồi! Hắn nhìn cô gái váy xanh, xin lỗi, quên mất. Ngươi không có loại chứng này, cô gái váy xanh. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hai vị, ta và hai vị không thù không oán, cũng không muốn làm hại hai vị. Chỉ là, các ngươi có thể đừng đến tìm ta,
rồi lại nhấn mạnh nấm mồ thần linh đáng sợ ra sao được không? Ta biết bọn họ rất đáng sợ, nhưng, là bọn họ kiếm chuyện với ta trước có được không? Chẳng lẽ bọn họ muốn giết ta, thì ta không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc bọn họ giết. Lâu chủ Tiểu Lâu trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta không có ác ý với ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Diệp Huyên suy nghĩ trong lòng, thanh kiếm giữa trán lâu chủ Tiểu Lâu thoáng chốc đã biến mất. Lâu chủ Tiểu Lâu thở phào trong lòng. Khoảnh khắc vừa rồi, gã thật sự rất hoảng sợ. Ngay cả một kiếm của Diệp Huyên mà gã cũng không đỡ nổi. Diệp Huyên chợt nói, lúc trước các người nói với ta có người từ nấm mồ thần linh đến tìm ta, người đến là người thế nào? Lâu chủ Tiểu Lâu nói, lúc trước mấy thế lực lớn đều đi tìm đối phương, nhưng đối phương lại không nhìn thấy người của các thế lực lớn. Nhưng, người của Tiểu Lâu ta đã gặp được, đối phương là một kiếm tu. Hơn nữa còn là một kiếm tu vô cùng mạnh. Kiếm tu. Diệp Huyên chớp mắt, kiếm tu. Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, cũng giống như Diệp công tử, đều là kiếm tu. Diệp Huyên bật cười. Hắn không sợ nhất là gì? Chính là kiếm tu. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt tươi cười của Diệp Huyên đã biến mất. Không thể xem thường kẻ địch. Đừng nói là kiểu như Thanh Nhi và cha, cho dù là kiếm tu như AI thì cũng không phải người mà hắn lúc này có thể ngăn chặn được. Không thể xem nhẹ. Phải cẩn thận chút. Lúc này, lâu chủ Tiểu Lâu tiếp tục nói, không biết có thể hỏi Diệp công tử một chuyện không? Diệp Huyên nhìn lâu chủ Tiểu Lâu, cười nói, ngươi hỏi đi. Lâu chủ Tiểu Lâu trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi quen Chí Tôn sao? Diệp Huyên gật đầu, quen. Vẻ mặt lâu chủ Tiểu Lâu trở nên nghiêm trọng, là kiểu rất thân sao? Diệp Huyên cười như không cười, ngươi cảm thấy sao? Lâu chủ Tiểu Lâu trừng mắt há hốc mồm, Diệp công tử, ngươi và Chí Tôn không phải là kiểu quan hệ kia chứ? Mẹ nó! Diệp Huyên cũng hơi ngây người. Cái tên này nghĩ gì vậy? Thấy Diệp Huyên không trả lời, lâu chủ Tiểu Lâu đã trực tiếp xác định trong lòng. Mới đầu gã chỉ là phỏng đoán, sở dĩ là đoán quan hệ kiểu đó, là vì Diệp Huyên cười trông có chút mập mờ, mà gã lại không ngờ, Diệp Huyên và Chí Tôn lại thật sự là quan hệ đó. Chí Tôn này nuôi trai lơ sao? Lâu chủ Tiểu Lâu không dám nghĩ nhiều. Diệp Huyên cũng không giải thích quá nhiều. Hắn ôm quyền, các hạ, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu Lâu này là một tổ chức tình báo, về sau vẫn rất có ích cho hắn. Mà đối phương lại có ý tốt, thì đương nhiên hắn cũng sẽ không từ chối. Lúc này, lâu chủ Tiểu Lâu đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyên quay người nhìn lâu chủ Tiểu Lâu, lâu chủ Tiểu Lâu trầm giọng nói, sau này nếu Diệp công tử cần gì, cứ việc dặn dò. Diệp Huyên cười nói, chắc chắn. Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó quay người biến mất nơi chân trời. Cô gái váy xanh ở bên cạnh lâu chủ Tiểu Lâu chợt nói, lâu chủ, người cảm thấy hắn có thể ngăn chặn được nấm mổ thần linh không? Lâu chủ Tiểu Lâu nhẹ giọng nói, lúc trước ta đã bỏ qua một tin quan trọng nhất. Cô gái váy xanh hỏi, tin gì? Lâu chủ Tiểu Lâu trầm giọng nói, người nói xem, Diệp công tử này nếu đặt vào trong thần chi một địa, thì trong thế hệ trẻ sẽ thuộc cấp bậc gì? Cô gái áo xanh nói, chắc là thiên chi kiêu tử. Lâu chủ Tiểu Lâu khẽ cười, trước lần này, ta cảm thấy, chư thiên vạn giới này không có thế lực nào có thể so với nấm mồ thần linh, nhưng, Tiểu Lâu chúng ta đã biết hết tất cả thế lực của chư thiên vạn giới hay sao? Cô gái váy xanh im lặng một lúc rồi nói, nấm mồ thần linh hẳn đã biết Diệp công tử này biết Chí Tôn, bọn họ sẽ nhắm vào hắn nữa sao? Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, đúng. Cô gái váy xanh có phần không hiểu, tại sao? Lâu chủ Tiểu Lâu nói, bởi vì mặt mũi. Đương nhiên, lại càng vì nấm mồ thần linh không hề sợ Chí Tôn đến vậy. Phải biết rằng, vùng vũ trụ này không chỉ có một vị Chí Tôn. Không chỉ có một vị Chí Tôn. Lâu chủ Tiểu Lâu tiếp tục nói, cứ mong chờ đi. Ngay sau đó, hai người đã rời đi, sau khi cáo từ với lâu chủ Tiểu Lâu, Diệp Huyên tìm đến một vùng tinh không tĩnh mịch, sau đó hắn bước vào tiểu tháp. Đương nhiên hắn không quên, tiểu tháp có công năng rất đặc thù, chính là ở bên trong một năm thì bên ngoài là một ngày. Công năng nghịch thiên như vậy,
đương nhiên hắn phải dùng cho tốt rồi. Thời gian sắp tới, Diệp Huyên sẽ bắt đầu nghiên cứu thời không chi đạo. Thật ra, bây giờ hắn hoàn toàn có thể đạt đến tuyệt trần cảnh, thậm chí là thời không cảnh. Nhưng hắn vẫn không chọn cách đột phá. Mục tiêu của hắn trước giờ chưa từng thay đổi, chính là đăng thiên cảnh vô hạn. Hắn muốn đạt đến vô hạn. Thế giới trong tiểu tháp rất lớn, lúc Diệp Huyên đang tu luyện, bản thân tiểu tháp lại đưa Tiểu An và Kiếm Khư với cả Tiểu Linh đi chơi cả ngày. Tiểu An ngồi bên hồ, cô bé chống hai tay dưới cằm, như đang suy nghĩ gì đó. Ngay lúc này, Tiểu Linh Nhi đi đến trước mặt Tiểu An, cô bé lấy viên linh quả đưa cho Tiểu An, ăn. Tiểu An nhìn Tiểu Linh Nhi, trên vai Tiểu Linh Nhi còn có một tên nhóc, chính là suối nguồn vĩnh sinh cấp thần kia. Tiểu Linh Nhi ngồi bên cạnh Tiểu An, cô bé nhìn mặt hồ phía xa, Tiểu An, hình như ngươi không được vui lắm. Tiểu An khẽ lắc đầu, không có. Nói xong, cô bé cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải của mình, trong bàn tay, hình hoa sen đen kia thi thoảng lại phát sáng, giống như đang muốn sống vậy. Cô bé rất sợ. Cô bé muốn nói với Diệp Huyên, nhưng lại không dám. Bởi vì hình hoa sen này suýt chút đã thiêu đốt Diệp Huyên vào lần trước. Cô bé rất lo lắng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi cười hi hi, nắm lấy tay phải của Tiểu An, vậy chúng ta đi chơi đi. Khi bị Tiểu Linh Nhi nắm lấy tay, vẻ mặt Tiểu An thoáng chốc đã thay đổi, muốn rút tay về, nhưng cô bé lập tức phát hiện ra, hình hoa sen đen kia lại không có phản ứng gì cả. Tiểu An có chút nghi hoặc. Tại sao Tiểu Linh Nhi nắm tay thì lại không có vấn đề gì? Trong lúc cô bé nghi hoặc thì đã bị Tiểu Linh Nhi kéo đi. Thời gian trôi qua từng chút một, không thể không nói, càng tu luyện thì thời gian thực sự trôi đi rất nhanh. Chớp mắt mà đã qua một năm rồi. Ở bên kia, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, xung quanh hắn có đến gần 80 dòng sông duy độ thời gian. Không thể không nói, thật sự rất mệt, bởi vì mỗi khi ngưng tụ một dòng sông duy độ thời gian thì đều tiêu hao rất khủng khiếp. Nhưng, Diệp Huyên thì càng lúc càng phấn khích. Vô hạn. Hắn muốn đạt đến vô hạn. Mà chỉ cần hắn có thể thật sự làm đến vô hạn thì kiếm thời không của hắn cũng có thể vô hạn. Kiếm thời không vô hạn có nghĩa là phi kiếm vô hạn. Mà nếu hắn thật sự làm đến vô hạn, thì cảnh giới hiện tại đối với hắn mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đương nhiên, hắn vẫn phải đi qua quá trình này. Có nhiều chuyện, nói ra thì rất đơn giản, nhưng vẫn phải tự mình trải qua. Giống như mọi người đều biết đao chém trên người sẽ đau. Nhưng nếu không chém thử thì vĩnh viễn hắn sẽ không biết được cơn đau đó là cảm giác gì. Ngoài nghiên cứu thời không chi đạo, mỗi ngày hắn còn nghiên cứu phi kiếm và rút kiếm định sinh tử của bản thân. Thời gian tiếp sau đó, Diệp Huyên lại vùi đầu khổ tu. Hôm nay, một người đàn ông kiếm tu đã đến tiểu lâu. Người này chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa đến tiểu lâu thì lâu chủ tiểu lâu đã đi ra chào đón. Lâu chủ tiểu lâu ôm quyền, các hạ. Gã không dám đắc tội Diệp Huyên, cũng không dám đắc tội nấm mổ thần linh, Lâm Phàm khẽ gật đầu, giúp ta một chuyện. Lâu chủ tiểu lâu nói, xin cứ nói. Lâm Phàm nhìn lâu chủ tiểu lâu, ta muốn biết tung tích Diệp Huyên kia. Tung tích Diệp Huyên. Vẻ mặt lâu chủ tiểu lâu thoáng chốc nặng nề, các hạ muốn giết hắn sao? Lâm Phàm gật đầu. Lâu chủ tiểu lâu có chút chần chừ. Lâm Phàm nhìn lâu chủ tiểu lâu, không muốn. Lâu chủ tiểu lâu cười khổ, không phải không muốn, mà là chúng ta không biết Diệp công tử ở đâu. Cao thủ cấp bậc như hắn, nếu muốn che giấu thì người ngoài thực sự rất khó tìm được. Lâm Phàm khẽ gật đầu, làm phiền rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi, ở phía sau, lâu chủ tiểu lâu nhẹ giọng nói, nếu Diệp công tử này đến chỗ nấm mề thần linh thì có chuyện vui rồi. Nói rồi. Gã lắc đầu cười, chuyện này sao có thể? Giết nấm mổ thần linh. Nấm mổ thần linh đó cũng không phải là tiểu động thiên. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi tiểu lâu không lâu, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Người đến chính là Tào Tú của Đại Linh Thần Cung. Tào Tú nhìn Lâm Phàm, người muốn tìm Diệp Huyên kia. Lâm Phàm gật đầu, người biết hắn ở đâu? Tào Tú lắc đầu, ta không biết hắn ở đâu. Nhưng ta biết có người có thể liên lạc với hắn.
Lâm Phàm nói, người nào? Tào Tú nói, đi theo ta. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Lâm Phàm cũng đi theo. Không lâu sau, hai người đã đến đỉnh Linh Tú của Đại Linh Thần Cung. Tào Tú dẫn theo Lâm Phàm trực tiếp tìm đến Lý Tu Nhiên. Tào Tú nhìn Lý Tu Nhiên, liên lạc với Diệp Huyên. Lý Tu Nhiên do dự chốc lát, sau đó nói, Tào Tú phong chủ, ta không liên lạc được với Diệp Huyên. Tào Tú nhìn Lý Tu Nhiên chằm chằm, chỉ cần ngươi liên lạc với hắn, ta sẽ cho ngươi làm đệ tử chân truyền. Lý Tu Nhiên lắc đầu, ta liên lạc không được. Tào Tú nheo mắt, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nói rồi, bà ta vung tay phải đè xuống. Lý Tu Nhiên lập tức quỳ xuống đất, đầu gối vỡ vụn. Lý Tu Nhiên siết chặt hai tay, gã nhìn mộ bia nhỏ trước ngực trái Lâm Phàm kia, sau đó nhìn Tào Tú, ta liên lạc không được. Rõ ràng, hắn đã nhận ra thân phận của Lâm Phàm rồi. Người của Nấm Mồ Thần Linh muốn tìm Diệp Huyên. Diệp Huynh gặp nguy rồi. Tào Tú nhìn Lý Tu Nhiên, xem ra, người muốn chết rồi. Vừa dứt lời, bà ta khẽ vung tay phải đè xuống. Răng rắc. Thoáng chốc, xương cốt cả người Lý Tu Nhiên đều vỡ vụn. Lý Tu Nhiên trợn tròn hai mắt, cả gương mặt lập tức vặn vẹo thay đổi, nhưng hắn ta vẫn nhìn Tào Tú chằm chằm, ta liên lạc không được. Thật ra hắn ta có thể liên lạc được Diệp Huyên, nhưng hắn ta biết nếu hắn liên lạc với Diệp Huyên, thì người của Nấm Mồ Thần Linh chắc chắn có thể tìm đến Diệp Huyên, lúc đó Diệp Huyên sẽ gặp nguy. Diệp Huyên xem hắn ta là huynh đệ, sao hắn ta có thể bán đứng huynh đệ? Tào Tú nhìn Lý Tu Nhiên chằm chằm, tay phải dần dần đè xuống. Răng rắc. Không chỉ có xương cốt toàn thân Lý Tu Nhiên vỡ nát, mà ngay cả xác thịt cũng đang nứt ra từng chút một. Lý Tu Nhiên cười đầy hung hãn, giết ta đi, ngươi giết ta đi. Tào Tú lắc đầu, muốn chết, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, ngươi không liên lạc với Diệp Huyên, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, bà ta khẽ vung tay, thoáng chốc, xác thịt cả người Lý Tu Nhiên thoáng chốc đã bay ra từng mảng. Lăng trì. Lý Tu Nhiên lại lớn tiếng cười, chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Tào Tú nhìn Lý Tu Nhiên, ngươi và hắn chẳng qua chỉ gặp nhau chưa đến một tháng, không thân không quen với ngươi, lại vì hắn mà bị hủy cả xác thịt và linh hồn, đáng sao? Lý Tu Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn mạnh hơn Lý Tu Nhiên ta cả trăm lần, nhưng, hắn lại xem ta là huynh đệ. Lý Tu Nhiên ta tuy không phải thiên tài yêu nghiệt gì, nhưng chuyện bán đứng huynh đệ thì lão tử không làm được. Không làm được. Tào Tú nhìn chằm chằm Lý Tu Nhiên trước mặt, ngươi đã có khí phách như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói rồi, bà ta đang định ra tay thì lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trong sân. Người đến chính là một trong sáu đại phong chủ, Vu Dịch. Mà từ sau khi Trần Giang ngã xuống một cách khó hiểu thì ông ấy đã là cung chủ của Đại Linh Thần Cung rồi. Vu Dịch trầm giọng nói, sư muội, ngươi quá đáng rồi. Tào Tú hung tợn nói, cái gì mà quá đáng, người này chính là đệ tử của Đại Linh Thần Cung ta, mà lại đi giúp người ngoài. Chẳng lẽ không nên giết sao? Vu Dịch nhìn Lý Tu Nhiên, sau đó nói, sư muội, nhắm vào hắn cũng không có ý nghĩa gì. Tào Tú tức giận nói, ta không phải nhắm vào hắn, mà là hắn biết tung tích của Diệp Huyên kia. Vu Dịch nhíu mày, tại sao ngươi lại không chịu buông bỏ thù hận? Tào Tú nhìn Vu Dịch chằm chằm. Người chết không phải là đệ tử của sư huynh, đương nhiên sư huynh có thể buông bỏ hận thù rồi. Vu Dịch thấp giọng thở dài, đang định nói thì lúc này, Lâm Phàm ở bên cạnh bỗng lên tiếng, ta chỉ cần biết tung tích của Diệp Huyên, nếu hắn nguyện ý nói ra tung tích của Diệp Huyên thì ta sẽ không làm khó hắn nữa. Đồng thời, Nấm Mồ Thần Linh ta cũng sẽ không làm khó Đại Linh Thần Cung. Nấm Mồ Thần Linh. Vẻ mặt Vu Dịch trở nên nặng nề, ông ta không nhịn được liếc nhìn Tào Tú. Trong lòng lại thở dài. Thậm chí có chút căm phẫn. Thật ra, theo ông ta nghĩ, chuyện giữa Nấm Mồ Thần Linh và Diệp Huyên thì Đại Linh Thần Cung đừng nhúng tay vào thì hơn. Bởi vì cả hai bên này, Đại Linh Thần Cung đều không thể dính vào. Mà bây giờ, Tào Tú lại đi liên lạc với Nấm Mồ Thần Linh, nếu Nấm Mồ Thần Linh này thật sự giết được Diệp Huyên thì còn đỡ, nhưng nếu không tiêu diệt được thì sao? Lúc đó, Đại Linh Thần Cung phải làm sao?
Mà hiện tại nếu ông ta đuổi Tào Tú ra khỏi Đại Linh Thần Cung, thì đồng nghĩa như đánh vào mặt nấm mổ thần linh. Thoáng chốc, Đại Linh Thần Cung đã rơi vào thế lưỡng nan. Tào Tú bỗng lại lên tiếng, sư huynh, cái chết của Đại sư huynh chắc chắn có liên quan đến Diệp Huyên. Chí Tôn và Đại Linh Thần Cung ta không thù không oán, căn bản không thể giết Đại sư huynh, chỉ có một cách giải thích, chính là Diệp Huyên kia xui khiến Chí Tôn giết Đại sư huynh. Mối thù này, Đại Linh Thần Cung ta sao có thể không báo? Vu Dịch trầm mặc. Tào Tú tiếp tục nói, hôm nay nấm mổ thần linh đích thân lộ diện, sư huynh vẫn còn lo lắng gì chứ? Lâm Phàm nhìn Vu Dịch, các hạ có vấn đề gì sao? Giọng điệu đã có chút khó chịu. Vu Dịch giật mình trong lòng, ông ta vội nói, đương nhiên không có. Nói rồi, ông ta nhìn Lý Tu Nhiên, nếu ngươi có thể liên lạc được với Diệp Huyên kia thì ngươi cứ nói ra, chỉ cần ngươi nói ra, Đại Linh Thần Cung ta sẽ không làm khó ngươi. Không những vậy, ta còn có thể thăng cấp cho ngươi làm đệ tử chân truyền. Đe dọa cám dỗ. Lúc này nửa dưới người Lý Tu Nhiên đã bị cắt thành vô số mảnh vụn, nhưng, hắn ta không kêu rên một tiếng. Lý Tu Nhiên siết chặt hai tay, cả người đều đang run rẩy, ta không biết. Ta không biết. Nghe vậy, Vu Dịch nhíu mày, người hà tất phải vậy. Tào Tú ở bên cạnh đột nhiên nói, hắn không nói cũng không sao, ta tự có cách. Nói rồi, bà ta đi đến trước mặt Lý Tu Nhiên, tay phải bà ta vỗ lên vai hắn ta. Cả người Lý Tu Nhiên lập tức biến thành bột mịn, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Tay phải Tào Tú để trên linh hồn Lý Tự Nhiên kia thoảng chốc linh hồn Lý Tu Nhiên lập tức bốc cháy. Thiêu đốt linh hồn, Lý Tu Nhiên trợn tròn mắt, cả gương mặt lập tức co rúm, đau đến không muốn sống. Lúc này, hắn ta chỉ có một suy nghĩ, chính là muốn chết. Tào Tú đang lấy ra ký ức của hắn ta. Không chỉ lấy ra ký ức của hắn ta mà còn thiêu đốt cả linh hồn của hắn ta. Thật ra, Tào Tú có thể chỉ cần lấy ra ký ức của Tào Tu Nhiên mà không cần thiêu đốt linh hồn. Nhưng rõ ràng Tào Tú là muốn hành hạ hắn ta đến chết. Rất đau khổ. Nhưng, Lý Tu Nhiên lại không kêu rên một tiếng nào. Một lúc sau, Tào Tú cười hung tợn, người rất có nghĩa khí, vậy ta sẽ thành toàn cho tình huynh đệ các ngươi. Vừa dứt lời, bà ta đã rút tay về. Linh hồn Lý Tu Nhiên lập tức bốc cháy. Tào Tú cường càng hung hăng hơn, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến Diệp Huyên kia đến bầu bạn cùng ngươi nhanh thôi. Nói rồi, bà ta quay đầu nhìn Lâm Phàm, bây giờ ta có thể liên lạc Diệp Huyên rồi. Các hạ có chắc chắn giết được hắn không? Lâm Phàm gật đầu, chỉ cần Chí Tôn không lộ diện, thì ta nắm chắc 9 phần giết được hắn. Nói xong, đột nhiên hắn ta khẽ đè tay phải về phía Lý Tu Nhiên, ngọn lửa trên người Lý Tu Nhiên đột nhiên biến mất. Lâm Phàm nói, nếu bây giờ giết hắn, thì e rằng Diệp Huyên kia sẽ không đến. Giữ lại hắn chút sức, để Diệp Huyên kia đến. Tào Tú gật đầu, vẫn là các hạ suy nghĩ chu toàn. Nói rồi, bà ta lấy ra một miếng bìa truyền âm ra bóp nát. Tào Tú nhìn phía chân trời, sắc mặt dần trở nên hung tợn, Diệp Huyên, nợ máu đến lúc trả bằng máu rồi. Trong tháp nhỏ, Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên lại nhíu chặt mày, hắn lập tức rời khỏi tháp nhỏ, mà sau lưng hắn có khoảng chừng trăm dòng sông duy độ thời gian. Ở bên ngày vẫn chưa trôi qua một ngày, nhưng bên trong tháp nhỏ thì đã trôi qua mấy năm rồi. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi tháp nhỏ, không gian trước mặt hắn bằng chốc dao động, tiếp đó âm thanh của Tào Tú đã truyền đến từ trong không gian dao động đó. Một lúc sau, Diệp Huyên nhắm hai mắt, sau đó, hắn lập tức biến mất. Tại Đại Linh Thần Cung, Linh Tú Phong. Tào Tú kia vừa mới thu hồi tầm mắt, một luồng kiếm quang đã rơi thẳng đứng xuống trước mặt. Trong lòng Tào Tú kinh ngạc, đến nhanh như vậy. Nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt Vu Dịch kia lập tức trở nên nghiêm trọng. Đối với Diệp Huyên, đương nhiên ông ta không dám xem nhẹ. Đây chính là người có thể tiêu diệt Tiểu Động Thiên. Mà Lâm Phàm kia cũng đang đánh giá Diệp Huyên. Tay trái hắn ta đã đặt trên chuôi kiếm rồi. Diệp Huyên đi đến trước mặt Lý Tu Nhiên, khi nhìn thấy linh hồn hư ảo gần như trong suốt kia của Diệp Huyên, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Tu Nhiên khẽ cười, Diệp Huynh. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, xin lỗi, liên lụy đến ngươi rồi.
Lý Tu Nhiên lắc đầu, là ta đã liên lụy đến Diệp huynh. Diệp Huyên đột nhiên quay người nhìn Tào Tú kia, người muốn nhắm vào ta, thì trực tiếp đến tìm ta là được, tại sao lại nhắm vào hắn? Hắn là đệ tử của Đại Linh Thần Cung, làm sai chỗ nào? Các ngươi lại muốn đối xử với hắn như thế? Tào Tú cười lạnh, làm sai chỗ nào? Hắn biết ngươi, chính là sai rồi. Diệp Huyên nheo mắt, sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn Đại Linh Thần Cung. Tào Tú châm chọc nói, chỉ dựa vào ngươi. Ngươi! Bù! Tào Tú còn chưa dứt lời, giữa trán bà ta đã bị một thanh kiếm xuyên qua. Thấy vậy, sắc mặt Phu Dịch ở bên cạnh thoáng chốc thay đổi, ông ta kinh sợ nói, ngươi! Ông ta chẳng thể nói nên lời. Tào Tú này đã sắp đạt đến Đại Thánh Nhân rồi đấy. Thế nhưng lại bị một kiếm của Diệp Huyên diệt gọn. Ánh mắt Lâm Phàm ở bên cạnh cũng có chút khó tin, kiếm này của ngươi sao lại nhanh đến vậy? Diệp Huyên nhìn Lâm Phàm, ngươi là từ nấm mổ thần linh. Lâm Phàm nhìn Diệp Huyên, đúng. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tào Tú kia, cười nói, thì ra, chỗ dựa dẫm để ngươi kiêu ngạo chính là hắn ta à? Nói rồi, hắn lại suy nghĩ. Bù! Một luồng kiếm quang lập tức phóng lên từ trong sân. Ngay khi Diệp Huyên sử dụng phi kiếm thì sắc mặt Lâm Phàm đã thay đổi hẳn, hắn ta rút kiếm chém mạnh về phía trước. Mặc dù là rút kiếm dưới tình thế cấp bách, nhưng một kiếm này vẫn nhanh chóng tựa như chớp. Ầm! Một vùng kiếm quang vỡ vụn, thân thể Lâm Phàm lập tức cứng đờ tại chỗ. Thứ bị vỡ không phải kiếm quang của Diệp Huyên, mà là của hắn ta. Tốc độ rút kiếm của hắn ta tuy nhanh, nhưng tốc độ phi kiếm của Diệp Huyên còn nhanh hơn. Giữa trán Lâm Phàm là một thanh phi kiếm cắm thẳng vào. Trực tiếp miểu sát. Thấy vậy, Tào Tú ở bên cạnh cũng vô cùng khó tin, chuyện này. Diệp Huyên nhìn Tào Tú, bây giờ ngươi còn có chỗ dựa không? Ánh mắt Tào Tú kinh sợ, ngươi, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Đây chắc chắn là chuyện không thể, đây không phải thật. Lúc này nàng ta đã hoàn toàn sụp đổ. Cao thủ nấm mồ thần linh này, lại bị một kiếm của Diệp Huyên miểu sát. Đây là người của nấm mồ thần linh đấy. Cứ vậy mà chết rồi. Đã nói rõ giết chết Diệp Huyên thì sao? Lâm Phàm kia cũng có phần khó tin nhìn Diệp Huyên, kiếm của ngươi sao lại nhanh đến vậy? Diệp Huyên liếc nhìn Lâm Phàm, muốn biết. Lâm Phàm theo bản năng gật đầu. Diệp Huyên cười nói, ta không nói cho ngươi đấy. Lâm Phàm. Lúc này, Phu Dịch kia đột nhiên run giọng nói, Diệp công tử, Đại Linh Thần Cung ta. Diệp Huyên đột nhiên quay người đánh ra một kiếm. Bù. Một thanh kiếm lập tức xuyên qua giữa trán Vu Dịch. Diệp Huyên nhìn Vu Dịch, ta cho ngươi nói rồi sao? Vu Dịch. Diệp Huyên đi đến trước mặt Lý Tu Nhiên, Lý Tu Nhiên cười khổ, Diệp huynh, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta đã liên lạc với ngươi rồi. Ai? Quả thật hắn ta có chút xấu hổ rồi. Mẹ nó. Sớm biết người này mạnh như vậy, bản thân còn liều mạng làm gì? Tội này phải nhận không rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra sau đó nói, tiểu hồn, bảo vệ linh hồn Lý Huynh. Kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thu linh hồn Lý Tu Nhiên vào trong. Nuôi hồn. Có sự giúp đỡ của kiếm Thanh Huyên, linh hồn Lý Tu Nhiên gần như đã hoàn toàn biến mất, lập tức ổn định lại. Còn Diệp Huyên lại thở phào một hơi. Hắn quay đầu nhìn Vu Dịch, Vu Dịch trầm giọng nói, Diệp Huyên, chuyện này là sư huynh muội ta không đúng. Ngươi đừng liên lụy đến cả Đại Linh Thần Cung, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta nói rồi. Sau hôm nay, Đại Linh Thần Cung sẽ không còn nữa. Nói xong, hắn liền suy nghĩ, vô số phi kiếm đột nhiên chém vào trong Đại Linh Thần Cung. Vù vù vù. Thoáng chốc, toàn bộ bên trong Đại Linh Thần Cung liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mắt Phu Dịch như muốn nứt ra, Diệp Huyên, ngươi thật sự muốn làm tuyệt tình đến vậy sao? Diệp Huyên lạnh lùng nhìn Vu Dịch, sau đó nhìn Tào Tú, ban đầu ta cũng không làm tuyệt tình, nên mới hại Lý Huynh suýt nữa đã chết. Vì vậy, từ nay về sau, phàm là kẻ địch của Diệp Huyên ta, ông đây phải chém tận giết tuyệt, không để lại hậu họa. Nói rồi, hắn lại suy nghĩ, lại có mười mấy phi kiếm chém ra. Thoáng chốc, sâu trong Đại Linh Thần Cung, lại có thêm mười mấy cái đầu đầy máu bay lên trời.
Ở phía xa, Tào Tú kinh sợ trong lòng, bà ta nhìn sang Lâm Phàm, giống giận, chẳng phải ngươi là người của nấm mổ thần linh sao? Ngươi giết hắn đi, ngươi làm chết hắn đi. Lâm Phàm im lặng một lúc rồi nói, ngươi không nhìn thấy gáy ta đang cắm một thanh kiếm sao? Vu Dịch. Thật ra, lúc này Lâm Phàm cũng rất kinh ngạc. Hắn ta chính là kiếm tu giáng cảnh. Không chỉ vậy mà ông ta còn là một đại thánh nhân hàng thật giá thật. Có thể nói, chỉ cần không gặp phải cao thủ cấp bậc cổ thần, thì hắn ta gần như là vô địch rồi. Thế nhưng, ông ta lại bị Diệp Huyên diệt gọn. Mà Diệp Huyên chỉ mới là đăng thiên cảnh. Khoa trương quá rồi. Ngay lúc ấy, Diệp Huyên đột nhiên nhìn Lâm Phàm, nấm mổ thần linh ngươi muốn giết ta. Lâm Phàm nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, ta tên Diệp Huyên. Nói xong, một thanh kiếm đã lập tức xuyên vào trong thân thể Lâm Phàm. Kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu linh hồn của Lâm Phàm. Lâm Phàm đột nhiên mở lòng bàn tay, trong tay ông ta, một lá bùa màu đỏ lập tức biến thành một luồng sáng mở biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên liếc nhìn bầu trời, cười nói, gọi người sao? Lâm Phàm nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người sẽ phải trả giá. Diệp Huyên cười nói, có lẽ vậy, nhưng ngươi sẽ không nhìn thấy được. Vừa dứt lời, hắn đã vung tay áo lên. Kiếm Thanh Huyên hấp thụ toàn bộ Lâm Phàm. Thấy Diệp Huyên trực tiếp diệt gọn Lâm Phàm, sắc mặt Vu Dịch ở bên cạnh thoáng chốc cũng trở nên tái nhợt. Đại Linh Thần Cung xong rồi. Hỏng thật rồi. Diệp Huyên này ngay cả người của nấm mổ thần linh cũng dám giết, huống hồ chi là Đại Linh Thần Cung bọn họ chứ. Như nghĩ đến gì đó, Vu Dịch đột nhiên quay đầu nhìn Tào Tú kia, tức giận nói, ngươi nhìn thấy chuyện ngươi gây ra chưa? Ngươi nhìn thấy chưa? Vẻ mặt Tào Tú u ám như cho tàn. Thời khắc này, bà ta cũng hoảng sợ rồi. Cao thủ cấp bậc như Lâm Phàm mà cũng bị Diệp Huyên diệt gọn bởi một kiếm. Rốt cuộc Diệp Huyên này mạnh đến nhường nào? Ngay lúc ấy, Diệp Huyên quay người đi về phía Đại Linh Thần Cung kia, mà lúc này, một ông lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chính là tiểu sư thúc kia. Tiểu sư thúc nhìn Diệp Huyên, có thể tha cho Đại Linh Thần Cung ta một con đường sống không? Diệp Huyên cười nói, lúc bà ta nhắm vào Lý Tu Nhiên, tại sao ngươi không xuất hiện bảo bà ta tha cho Lý Tu Nhiên một con đường sống? Tiểu sư thúc trầm giọng nói, chúng ta sai rồi. Diệp Huyên lắc đầu, ta không cần các ngươi xin lỗi. Tiểu sư thúc đột nhiên nói, người phạm sai lầm là Tào Tú, những người khác của Đại Linh Thần Cung cũng là vô tội. Diệp Huyên nhìn thẳng tiểu sư thúc, các ngươi muốn giết ta, Lý Tu Nhiên đã sai chỗ nào, tại sao muốn nhắm vào hắn? Tiểu sư thúc khẽ lắc đầu, Diệp công tử, người sai là mấy lão già chúng ta, không liên quan đến những người còn lại của Đại Linh Thần Cung, chúng ta chết, người tha cho bọn họ, có thể không? Diệp Huyên nhìn thẳng tiểu sư thúc, không thể. Ngay lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trong sân, người đến chính là Cổ Thanh, trưởng lão ngoại môn. Cổ Thanh khẽ thi lễ với Diệp Huyên, Diệp. Diệp Huyên cười nói, gọi ta là Diệp Huyên là được. Cổ Thanh cười chua xót, ta. Ông ta muốn cầu tình, nhưng lại không dám mở lời. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta sẽ nể mặt các ngươi. Nhưng, nói rồi, hắn vừa suy nghĩ. Bù. Kiếm Thanh Huyên lập tức đi vào trong thân thể Tào Tú, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh hồn của Tào Tú. Tào Tú nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt đầy hận thù, Diệp Huyên, sau này kết cục của ngươi sẽ thảm hơn cả ta nữa. Diệp Huyên cười nói, có lẽ vậy, nhưng, ta có thể nhìn thấy kết cục của ngươi, nhưng ngươi thì không thấy được kết cục của ta. Tào Tú còn đang muốn nói gì đó, Diệp Huyên đã vung tay lên. Linh hồn Tào Tú lập tức bị hấp thụ sạch sẽ. Diệp Huyên quay đầu nhìn cung chủ Đại Linh Thần Cung Vu Dịch kia, Vu Dịch muốn nói gì đó thì Kiếm Thanh Huyên đã trực tiếp xuyên qua giữa ông ta. Vu Dịch thoáng chốc đã bị hấp thụ. Sau khi giết chết Vu Dịch, Diệp Huyên lại nhìn tiểu sư thúc kia, tiểu sư thúc im lặng không nói. Diệp Huyên chỉ vào Cổ Thanh, kể từ bây giờ, hắn làm cung chủ Đại Linh Thần Cung, người có vấn đề gì không? Nghe vậy, sắc mặt Cổ Thanh lập tức thay đổi, ông ta vội nói ta, sao ta có thể làm cung chủ được, ta?
Diệp Huyên nhìn Cổ Thanh, nếu ngươi làm cung chủ Đại Linh Thần Cung, vậy thì ta sẽ nể phần mặt mũi này. Nếu là người khác làm, vậy ta không thể nể nang được rồi. Cổ Thanh chua xót nói, chuyện này, thực lực ta không đủ, Đại Linh Thần Cung sẽ không có ai phục ta cả. Lúc này, tiểu sư thúc kia ở bên cạnh đột nhiên nói, phục. Đại Linh Thần Cung ta đều phục ngươi. Diệp Huyên liếc nhìn tiểu sư thúc kia, ngón tay cái bên trái cầm kiếm rút về. Tiểu sư thúc nhìn Cổ Thanh, ai không phục ngươi, ta sẽ giết người đó. Cổ Thanh do dự chốc lát, sau đó gật đầu. Ông ta biết, nếu ông ta không làm cung chủ thì Đại Linh Thần Cung thật sự sẽ không còn nữa. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, Cổ Thanh trưởng lão, nhớ rõ, nếu có vấn đề gì, cứ liên lạc ta bất kỳ lúc nào. Nói xong, hắn quay người biến mất nơi chân trời. Cổ Thanh trưởng lão quay đầu nhìn tiểu sư thúc kia, tiểu sư thúc khẽ nói, hắn đã trở nên mạnh như vậy rồi. Tuy ban đầu Diệp Huyên cũng mạnh, nhưng vẫn chưa yêu nghiệt như vậy. Mà Diệp Huyên lúc này đâu chỉ có mạnh, mà đúng thực là biến thái. Quá kinh khủng. Ngoài trừ cao thủ cấp bậc như cổ thần, đã không còn ai có thể khống chế được Diệp Huyên này rồi. Trong lòng Cổ Thanh cũng có chút phức tạp, ông ta không ngờ, một đệ tử ngoại môn ban đầu bản thân tùy tiện thu nhận, mà lại kinh khủng đến vậy. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Đại Linh Thần Cung, hắn tìm đến một nơi bắt đầu nặn lại thân xác của Lý Tu Nhiên. Có sự trợ giúp từ Kiếm Thanh Huyên, chuyện này cũng không phải chuyện khó gì. 3 ngày sau, một nơi bên hồ, trước mặt Diệp Huyên, Lý Tu Nhiên đang ngồi xếp bằng dưới đất. Lúc này, hơi thở hắn ta đã mạnh hơn lúc trước rồi. Bởi vì linh hồn hắn ta đã được tăng cường nhờ Kiếm Thanh Huyên. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Lý Tu Nhiên đứng dậy, hắn ta nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, đa tạ. Diệp Huyên cười nói, người vẫn muốn quay về Đại Linh Thần Cung hay không? Lý Tu Nhiên do dự chốc lát, rồi nói, muốn quay về. Diệp Huyên gật đầu, có thể. Bây giờ Đại Linh Thần Cung là do Cổ Thanh trưởng lão làm cung chủ, nếu ngươi quay về, có lẽ có thể giúp ông ấy không ít. Lý Tu Nhiên cười nói, Diệp Huynh, mạo muội hỏi một câu, bây giờ rốt cuộc là ngươi mạnh đến nhường nào rồi? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, dưới tam kiếm, ta vô địch. Trên tam kiếm, một đổi một. Nói xong, hắn bỗng hối hận rồi. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu chủ, người nói dưới tam kiếm người vô địch, ta không nói gì, nhưng trên tam kiếm một đổi một này, cũng quá mức rồi. Quá mức rồi. Diệp Huyên. Lý Tu Nhiên ở bên cạnh đột nhiên có chút hiếu kỳ, Diệp Huynh, tam kiếm này là. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó cười nói, muội muội ta, cha ta, đại ca ta. Lý Tu Nhiên. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Lý Huynh, ngươi quay về Đại Linh Thần Cung đi. Ta cũng có chuyện bận rồi. Lý Tu Nhiên gật đầu, Diệp Huynh, bảo trọng. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Sau khi Lý Tu Nhiên rời đi, Diệp Huyên cũng quay người rời đi. Hắn lập tức đến tiểu lâu, vừa đến tiểu lâu, lâu chủ tiểu lâu đã ra nghênh đón. Lâu chủ tiểu lâu ôm quyền, Diệp công tử. Chuyện Đại Linh Thần Cung, ông ta đã biết rồi. Diệp Huyên đã giết Lâm Phàm của Nấm Mồ Thần Linh rồi. Hơn nữa còn là diệt gọn. Không thể không nói, khi biết được tin này, cả người ông ta cũng sững sờ. Lâm Phàm kia lại là một kiếm tu cấp bậc đại thánh nhân. Diệp Huyên cười nói, lâu chủ, ta không có việc sẽ không đến cửa. Lần này đến là muốn hỏi thăm ông một chuyện. Lâu chủ tiểu lâu nói, Diệp công tử cứ nói. Diệp Huyên nói, Nấm Mồ Thần Linh ở nơi nào? Nghe vậy, vẻ mặt tiểu lâu chủ sửng sốt, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì. Tiểu lâu im lặng một lúc, rồi lấy ra một cuộn giấy đưa cho Diệp Huyên, lối vào Nấm Mồ Thần Linh ở trên cuộn giấy này. Diệp Huyên nhận lấy cuộn giấy, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho tiểu lâu, đa tạ. Lâu chủ tiểu lâu nhìn nhẫn chứa đồ, vội vàng lắc đầu, cái này không cần. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, giúp ta để ý hướng đi các thế lực, nhất là của Nấm Mồ Thần Linh. Hắn không muốn chuyện như của Lý Tu Nhiên lại xảy ra nữa. Lâu chủ tiểu lâu cười nói, chuyện này không vấn đề. Diệp Huyên lấy lại nhẫn chứa đồ, vậy xem như ta nợ ngươi ân tình.
Lâu chủ Tiểu Lâu vui mừng trong lòng, mục đích của ông ta chính là như vậy, là để Diệp Huyên nợ ân tình. Ân tình vĩnh viễn có giá hơn với thần phẩm nhiều. Diệp Huyên cũng không nói nhiều, hắn ôm quyền cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất nơi chân trời. Lâu chủ Tiểu Lâu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói, hắn muốn đi tiêu diệt nấm mổ thần linh sao? Tiêu diệt nấm mổ thần linh. Nghĩ đến đây, lâu chủ Tiểu Lâu không nhịn được lắc đầu cười khổ. Thật sự quá hoang đường. Diệp Huyên ngự kiếm đi, chưa đến một canh giờ, hắn đã đến lối vào nấm mổ thần linh. Nấm mổ thần linh độc chiếm một giới, mà lối vào của bọn họ lại ở trong một vùng tinh không. Diệp Huyên đứng trước một động sao màu trắng khổng lồ, xuyên qua động sao này chính là nấm mổ thần linh. Nhưng, hắn lại không đi vào. Hắn không hiểu biết quá rõ về nấm mổ thần linh này, tùy tiện đi vào, e là sẽ bị vây lại đánh chết. Ngay lúc này, động sao màu trắng kia đột nhiên chuyển động, ngay sau đó, một ông lão đi ra từ trong đó. Đại thánh nhân, Diệp Huyên nhìn ông lão, mà lúc này, ông lão kia cũng đã phát hiện Diệp Huyên, nhìn thấy Diệp Huyên, ông lão nhíu mày, ngươi là ai? Diệp Huyên chớp mắt, ngươi là muốn đi tìm Diệp Huyên kia. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sao ngươi biết được? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta biết Diệp Huyên ở đâu. Ông lão quan sát Diệp Huyên, ánh mắt có chút phòng bị, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, ông lão kia đột nhiên nói, ngươi chính là Diệp Huyên kia. Diệp Huyên ngây người. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi giết chết Lâm Phàm. Diệp Huyên đang muốn nói thì ông lão kia đã quay người chạy đi. Tốc độ ông lão rất nhanh, chớp mắt đã đi vào động sao kia rồi. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên cũng u ám. Mẹ nó! Người nấm mổ thần linh này cũng không dễ lừa như vậy. Tiếp đây e là bản thân sắp gặp khó khăn rồi. Ngay lúc này, âm thanh của kiếm khư đột nhiên vang lên, tiểu chủ, nơi này ta từng đến rồi. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, người đi cùng chủ nhân ngươi. Kiếm khư gật đầu, đúng vậy, chủ nhân từng đi vào bên trong. Diệp Huyên vội hỏi, nàng ấy ở bên trong, cũng xem như rất lợi hại không? Kiếm khư lập tức nói, đương nhiên, chủ nhân đến đâu cũng rất lợi hại. Nhưng, năm đó chủ nhân ở bên trong tỷ đấu với một người, hình như đã thua một chiêu. Diệp Huyên quay đầu nhìn động sao kia. A Mục từng đến nơi này. Hơn nữa lại còn thua rồi. Mẹ nó. Bản thân nói muốn tiêu diệt nấm mổ thần linh, có phải là hơi chém gió rồi không? Lúc này, kiếm khư đột nhiên nói, tiểu chủ, không phải là người sợ rồi chứ? Diệp Huyên ngây người, sau đó cười ha ha, nấm mổ thần linh nhỏ xíu đó, có thể đỡ được một kiếm của ta không? Kiếm khư nói, vậy tiểu chủ đi vào đi. Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên im lặng, kiếm khư lại nói, tiểu chủ, không phải là ngươi sợ thật rồi chứ? Diệp Huyên đanh mặt nói, hôm nay ta không sát sinh. Tha cho bọn họ một mạng. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Kiếm khư. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên mới vừa đi không lâu, một ông lão đã từ trong hố đen màu trắng kia chậm rãi đi ra. Ông ta vừa ra, bầu trời sao xung quanh thế mà lại khẽ run lên giống như hạ xuống một chút. Ông lão mặc một bộ trường bào rộng thùng thình màu đen, trong tay nắm một cây gậy, lưng hơi gù. Đi đường cực kỳ chậm, có cảm giác như không có sức sống. Ông lão liếc nhìn xung quanh, khẽ cau mày hỏi, người đâu? Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh ông ta, Mục Tôn, Diệp Huyên kia đã đi rồi. Đi rồi. Mục Tôn khẽ gật đầu nói, tới chậm rồi. Ông ta nói xong bèn liếc nhìn ngân hà đằng xa, không ngờ, bên ngoài thế giới này còn có thiên tài cỡ đó. Đúng là không đơn giản. Giọng nói kia lại vang lên, người này đã giết mấy người liền của nấm mổ thần linh chúng ta, không thể giữ lại được. Ngay lúc này, không gian xung quanh Mục Tôn bỗng xuất hiện một số phù văn quỷ dị, theo chúng nó xuất hiện, trên người ông lão kia thế mà lại nổi lên ngọn lửa. Mục Tôn nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi nói, ta không thể ở lâu bên ngoài được, các ngươi nghĩ cách để hắn tiến vào nấm mổ thần linh của chúng ta. Hoặc đưa hắn tới đây. Ông ta nói xong rồi xoay người rời đi. Ông ta vừa bước vào hố đen màu trắng kia, những phù văn quỷ dị xung quanh cũng lập tức biến mất.
Đó là hạn chế. Là pháp tắc hạn chế cao nhất đối với các cao thủ đỉnh cấp của mảnh vũ trụ này. Ông lão ấy vừa đi, chẳng mấy chốc, nơi đây lại khôi phục yên tĩnh. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi cổng vào nấm mồ thần linh, hắn bèn về Thanh Châu. Thực ra, hắn cũng không phải thích giết chóc, chỉ cần nấm mồ thần linh kia không đến gây rắc rối cho mình thì Diệp Huyên cũng chẳng muốn đi tìm đối phương. Mỗi ngày tu luyện lại tu luyện, rồi làm bạn với vợ yêu không thơm sao. Bên trong hoàng cung, Diệp Huyên ngồi trên long ỷ, trong ngực hắn là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn dịu dàng nói, ta ước mình không có bầu. Diệp Huyên chớp mắt nói, vậy chúng ta tiếp tục cố gắng. Thác Bạt Ngạn liếc Diệp Huyên, sắc ma. Diệp Huyên cười ha ha, hai tay ôm lấy eo Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nghiêm mặt nói, ta vẫn cứ cảm thấy có chút không bình thường. Diệp Huyên hỏi, cái gì không bình thường? Thác Bạt Ngạn trầm giọng đáp, theo lý thì ta hẳn là có thai mới đúng. Nhưng mà... Diệp Huyên nghe vậy nhíu mày, ý nàng là... Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên hỏi, phụ thân chàng có mấy đứa con? Diệp Huyên trầm giọng nói, hai người, hình như ta còn có một người chị nữa. Niệm Tuyết. Hắn nghĩ đến đây lại có chút nhớ Tuyết tỷ. Đáng tiếc, không biết tỷ ấy đã đi đâu chơi rồi. Thác Bạt Ngạn lại nói, vậy phụ thân chàng. Diệp Huyên bỗng ngắt lời nàng ta, gì mà phụ thân ta, là phụ thân của chúng ta. Thác Bạt Ngạn chừng hắn, trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua. Diệp Huyên nắm lấy tay Thác Bạt Ngạn, dịu dàng hỏi, ý nàng là, vấn đề ở trên người ta. Thác Bạt Ngạn gật đầu, rất có thể là vậy, bởi vì huyết mạch của chàng. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên nghe vậy bỗng hiểu ra. Huyết mạch chi lực của mình rất đặc biệt. Mà lẽ nào mẫu thân có thể sinh mình ra là vì huyết mạch bất tử? Diệp Huyên nghĩ vậy thì lập tức xa sầm nét mặt. Lẽ nào mình phải tìm một người có huyết mạch không kém hơn huyết mạch phong ma mới có thể sinh con? Thác Bạt Ngạn cũng nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt của nàng ta thoáng chốc trở nên buồn bã. Lúc này, Diệp Huyên bỗng cười nói, đừng lo, đây không phải chuyện lớn gì. Đến lúc đó, ta gặp cha sẽ hỏi ông ấy một chút. Hơn nữa, có lẽ không phải là vấn đề huyết mạch mà chỉ đơn giản là chúng ta làm quá ít. Thế nên, chúng ta vẫn nên làm nhiều thêm mấy lần nữa đi. Hắn nói xong bèn ôm lấy Thác Bạt Ngạn biến mất tại chỗ. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Huyên trải qua cực kỳ thoải mái. Mỗi ngày, ngoài việc làm bạn bên cạnh Thác Bạt Ngạn chính là tu luyện. Đôi khi, hắn cũng sẽ đến học viện Thương Lan gặp đám Mạc Vân Khởi. Ngoài ra, hắn còn tìm được rất nhiều bạn bè trước đó. Chẳng hạn như Giản Tự Tại. Trong một tòa thành của vũ trụ ngũ duy, khi Diệp Huyên bỗng dưng xuất hiện trước mặt Giản Tự Tại thì nàng ta lập tức sửng sốt. Diệp Huyên cười hỏi, bất ngờ hả? Giản Tự Tại liếc mắt đánh giá Diệp Huyên, chẳng mấy chốc đã nhíu mày nói, ngươi. Diệp Huyên cười nói, Giản tỷ, đi dạo một chút nhé. Giản Tự Tại gật đầu đáp, được, hai người đi về phía đường phố ở đằng xa. Diệp Huyên bỗng nhiên hỏi, Giản tỷ, giờ ngươi đang làm gì? Giản Tự Tại cười đáp, tu luyện. Nàng ta nói xong liếc Diệp Huyên nói, ngươi của bây giờ, ta đã không nhìn thấu được rồi. Diệp Huyên cười nói, ta mãi mãi là đệ của tỷ, tỷ mãi mãi là tỷ của ta. Giản Tự Tại cười không nói gì. Diệp Huyên chợt mở tay ra, một cái nhẫn chứa đồ đã xuất hiện trong tay. Hắn đặt nó vào tay Giản Tự Tại nói, đừng từ chối. Giản Tự Tại nhìn Diệp Huyên, một lát sau mới cười nói, đương nhiên ta sẽ không từ chối rồi. Nàng ta nói xong bèn cất nhẫn chứa đồ đi. Diệp Huyên mỉm cười nói, có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với ta. Giản Tự Tại gật đầu, được. Nàng ta nói xong như nhớ đến gì đó lại hỏi, giờ nàng đã đạt tới trình độ gì rồi? Là thanh nhi nhà ngươi á? Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Giản Tự Tại cười khẽ nói, vẫn vô địch à? Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy. Giản Tự Tại nhìn Diệp Huyên, ngươi cũng muốn được như nàng ấy, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Giản Tự Tại vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên nói, cố lên. Diệp Huyên cười nói, được.
Hai người đi tiếp thêm một đoạn nữa rồi Giản Tự Tại chợt hỏi, sao lại bỗng dưng nhớ tới tìm ta? Diệp Huyên khẽ nói, chỉ là nhớ mấy người bọn tỷ thôi. Giản Tự Tại im lặng. Diệp Huyên dừng bước, nhìn Giản Tự Tại cười nói, tỷ, ta đi về trước nhé. Sau này có cơ hội, ta sẽ đến tìm tỷ, hoặc là tỷ đến tìm ta cũng được. Hắn nói xong bèn xoay người biến ở cuối chân trời. Giản Tự Tại nhìn Diệp Huyên phía cuối chân trời, im lặng một lát rồi lắc đầu cười, tên nhóc này. Một tháng kế tiếp, Diệp Huyên đã gặp rất nhiều người quen cũ, trong đó có đại thần tầng 9, đại thần tầng 2, tiểu đạo và đại tế Ti A Mục. Mỗi người hắn đều gặp một lần. Có Kiếm Thanh Huyên cũng thiện, trạm cuối cùng, Diệp Huyên đi tới căn nhà tranh bên hồ mà mình từng ở. Diệp Huyên ngồi bên hồ, bên cạnh hắn là Pháp Tắc Tai Ách. Tiểu Ách và Mục Tiểu Đạo cũng ở bên cạnh. Diệp Huyên dựa lên thềm đá nhìn về mặt hồ đằng xa, không biết khi nào bỗng đổ mưa. Diệp Huyên bỗng cười nói, trong khoảng thời gian này, ta đã gặp rất nhiều người bạn cũ rồi bỗng dưng phát hiện ra một việc. Pháp Tắc Tai Ách nhìn Diệp Huyên hỏi, việc gì? Diệp Huyên cười đáp, mấy năm nay, ta đi được quá nhanh nên suýt nữa đã đánh mất rất nhiều thứ. Pháp Tắc Tai Ách nhìn Diệp Huyên, ngươi càng ngày càng mạnh, một số người không theo kịp bước chân của ngươi thì đương nhiên sẽ ngày càng xa ngươi rồi. Diệp Huyên lắc đầu, ta quá mạnh rồi. Mấy năm nay, nhân sinh của ta đang không ngừng chạy về phía trước nên chưa bao giờ thật sự ngồi lại để lắng đọng lại. Hắn nói xong, vừa suy nghĩ, một thanh kiếm thời không bỗng xuất hiện trên mặt hồ. Nhìn thấy thanh kiếm ấy, sắc mặt chúng nữ có mặt ở đây đều thay đổi. Một thanh kiếm thật nhanh. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm ấy, khẽ nói, nhân sinh của ta giống như thanh phi kiếm này vậy, quá quá nhanh. Nhanh đến nỗi bên cạnh ta không còn bao nhiêu người, đến nỗi ta sắp lạc mất chính mình. Có điểm. Trong khoảng thời gian này, cảm giác sâu sắc nhất của hắn chính là biết quãng đường của mình đi được quá nhanh. Thực lực tăng lên rất nhanh, nhanh đến giống như đang mơ. Đây là chuyện xấu sao? Không phải. Nhưng, cũng không phải chuyện tốt gì. Bởi vì như thế rất dễ đánh mất bản thân, hơn nữa, hắn thiếu sự lắng đọng, bản thân và kiếm đạo đều có chút mạnh. Lúc này, Pháp Tắc Tai Ách trầm giọng hỏi, người định thay đổi chính mình. Diệp Huyên mỉm cười, tôi chỉ là có chút hiểu được đôi nét về nhân sinh thôi. Pháp Tắc Tai Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trong mắt lộ ra đôi chút phức tạp. À ta biết tâm cảnh của Diệp Huyên đã xảy ra thay đổi. Có lẽ chẳng bao lâu sau, kiếm đạo của Diệp Huyên sẽ lại đột phá. Diệp Huyên bỗng đứng dậy rồi nhìn về phía Tiểu Ách và Mục Tiểu Đao bên cạnh, cười hỏi, ta không đến tìm các người thì chắc chắn các ngươi sẽ chẳng đến tìm ta, đúng không? Mục Tiểu Đao lạnh nhạt nói, chúng ta muốn tìm ngươi, nhưng đi đâu tìm? Vả lại, tìm được ngươi rồi thì sao? Ngươi mạnh như vậy, chúng ta đi để ngáng chân ngươi hả? À ta nói xong. Ngừng một lát lại nói, điều chúng ta có thể làm chính là nếu một ngày kia ngươi bị người ta đánh chết thì sẽ đi nhặt xác cho ngươi. Diệp Huyên cạn lời, người phụ nữ này vẫn độc miệng như vậy. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyên đang định đáp, đúng lúc này, không gian trước mặt hắn bỗng chấn động. Một lát sau, Diệp Huyên nhíu mày lại. Là lâu chủ tiểu lâu gửi tin đến, người của nấm mổ thần linh lại đang tìm hắn. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, nửa phút cũng không yên mà. Mục Tiểu Đao bỗng nói, chắc chắn là lại có kẻ thù rồi. Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao chợt vươn tay phải, người sống tốt như vậy, chắc có không ít bảo bối nhỉ, lấy ra chút đi. Diệp Huyên đen mặt, người phụ nữ này đúng là không coi mình là người ngoài mà. Diệp Huyên lấy một cái nhẫn chứa đồ ra đặt lên tay Mục Tiểu Đao, đây là cho các ngươi. Cũng đủ để các ngươi tu luyện đến tiểu thánh nhân rồi. Tiểu Ách nhìn cũng không thèm nhìn, dứt khoát cất đi rồi nhìn Diệp Huyên nói, bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, các ngươi cũng vậy. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Bấy giờ, Tiểu Ách bỗng nói, phải còn sống đấy. Diệp Huyên cười ha ha, chỉ cần ta không muốn chết thì sao có thể giết ta? Ai có thể chứ? Ba cô gái. Mục Tiểu Đao liếc nhìn Diệp Huyên xa xa cuối chân trời, khẽ nói, sao giờ hắn lại bay lên tới nông nỗi này rồi. Pháp Tắc Tai Ách bên cạnh bỗng nói,
dựa theo kinh nghiệm lúc trước thì hắn cùng lắm chỉ đẹp trai 3 ngày thôi. Chờ xem, hắn sẽ lập tức cảm thấy cuộc đời quá khổ, không muốn sống nữa. Ả ta nói xong bèn xoay người rời khỏi. Hai người Mục Tiểu Đao. Sau khi chia tay mấy cô gái giữ Mục Tiểu Đao, Diệp Huyên lại trở về Thanh Châu. Có kiếm Thanh Huyên, trong mắt hắn toàn bộ vũ trụ đều trở nên nhỏ bé. Muốn đi đâu thì đi đó. Trước đại điện Hoàng Cung, Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, lại phải đi rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Thác Bạt Ngạn im lặng một lát, sau đó nói, bảo trọng. Diệp Huyên cười nói, nàng cũng vậy. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạt Ngạn, hai tay đặt trên bụng Thác Bạt Ngạn, khẽ nói, đừng quá lo lắng vấn đề con cái, sau này ta trở về nhiều một chút, chúng ta cố gắng nhiều một chút là được. Thác Bạt Ngạn lườm Diệp Huyên một cái, hai gò má ửng đỏ. Diệp Huyên hôn lên đôi môi để thắm của Thác Bạt Ngạn, sau đó cười nói, chờ ta trở về, chúng ta tiếp tục sinh con. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 161.